Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 30. Tiêu Thập Nương cười nói, bố tôi nói, miếng ngọc này có duyên với cậu, giữ lại ở nhà họ Tiêu cũng chỉ có thể chôn trong mộ, khó thấy mặt trời, cả nhà còn phải lo lắng sợ hãi, chỉ rằng đưa cho người có duyên, nói không chừng, nó còn có ngày được trở lại nguyên vẹn. Bọn họ ở bên này nói chuyện, còn bầu không khí phẫn nộ phía đối diện có chút cổ quái. Tuy về số người, vẫn là phía đối diện chiếm ưu thế, nhưng bốn gia tộc lớn thành phố Hòa, lại thêm nhà họ Thẩm ở thành phố Cô và nhà họ Tiêu ở thành phố Tuyên, khí thế hừng hực hơn rất nhiều. Lúc này, lại có một chiếc thuyền chậm rãi đi đến. Thuyền đỗ vào bờ, mấy người xuống khỏi thuyền. Người dẫn đầu là một người đàn ông trẻ, đeo kính, tuấn tú nho nhã. Anh ta đảo nhìn những người hai bên sân khấu một lượt, lập tức đi về phía Lý Dục Thần. Ha ha ha, anh Lý, chúc mừng chúc mừng. Người hai bên sân khấu nhìn thấy anh chàng trẻ và người nhà họ Lâm trò chuyện vui vẻ, đặc biệt là trông có vẻ vô cùng thân thiết với Lý Dục Thần. Sau đó, chàng thanh niên trẻ quay người đi lên chính giữa sân khấu, cất cao giọng nói. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Văn Học, đến từ Thân Châu, bố của tôi là Trần Định Bang. Nhà họ Trần, thì ra là cậu chủ nhỏ của nhà họ Trần ở Thân Châu. Kỳ lạ! Chẳng phải nói nhà họ Trần đã chấm dứt hợp tác với nhà họ Lâm, thu hồi tất cả đầu tư của cậu Trần ở Nam Giang về rồi sao? Đúng thế, hơn nữa mấy ngày trước, vợ của Trần Định Bang bị xã hội đen giết, nhà họ Trần vừa tổ chức tang lễ, sao cậu Trần trông có vẻ còn rất vui đấy? He, ông không biết hả, bà vợ qua đời đó là mẹ kế của anh ta. Con trai và mẹ kế đâu có thân. Cậu Trần quay lại rồi, vậy có phải là, nhà họ Trần lại đầu tư vào Nam Giang? Lại hỗ trợ nhà họ Lâm không? Nghe đi, nghe xem anh ta nói thế nào. Nhà tôi xảy ra chút chuyện, cho nên bố của tôi không thể đến đây, tôi thay mặt gửi lời chúc đến cậu Lý và nhà họ Lâm. Ngoài ra, tôi cũng nhân cơ hội này tuyên bố, nhà họ Trần đã quyết định tăng thêm vốn đầu tư vào Nam Giang, và do tôi toàn quyền phụ trách. Đối tác hợp tác quan trọng nhất ở Nam Giang của chúng tôi vẫn là nhà họ Lâm ở thành phố Hòa. Tôi sẽ cố hết sức hợp tác với nhà họ Lâm. Cũng hy vọng mọi người ủng hộ. Nghe xong lời của Trần Văn Học, Lý Dục Thần thầm gật đầu. Sau khi trải qua chuyện của mấy ngày trước, Trần Văn Học đã chững chạc hơn rất nhiều. Sắc mặt của Viên Thọ Sơn hơi khó coi. Ông ta có thể coi thường bốn gia tộc thành phố Hòa và nhà họ Thẩm ở thành phố Cô, thậm chí là cả nhà họ Tiêu thành phố Tuyên, nhưng ông ta không thể coi thường nhà họ Trần. Lúc này, bỗng nghe một tiếng cười vang sáng. Một đoàn người đi đến từ trên cầu nổi phía sau sân khấu. Người dẫn đầu, bước đi như rồng như hổ, hiên ngang hùng dũng. Ha ha ha, xem ra đều đã đến đông đủ rồi, tôi cũng nên xuất hiện thôi, nếu không sẽ bị tụt lại phía sau mất. Cùng với người này đi đến, cả hội trường xôn xao. Là Từ Thông, mãnh hổ giang đông Từ Thông. Phần lớn số người có mặt đều nhận ra Từ Thông, cho dù chưa từng gặp, nghe tên ông ta cũng như sét đánh bên tai. Từ Thông rất nổi tiếng, chủ yếu là vì phong cách làm việc của ông ta, trước nay luôn mạnh mẽ kiên quyết, đao. To búa lớn, không hàm hồ chút nào, là một trong ngũ hổ giang đông, được gọi là mãnh hổ. Từ Thông cũng không tính là lớn tuổi, cũng gần 50 tuổi, xấp xỉ đám người Lâm Thu Thanh và Viên Nãi Minh, nhưng bối phận và địa vị giang hồ của ông ta đều rất cao. Nếu cùng mở cuộc họp, ông ta có thể ngồi ngang hàng với Viên Thọ Sơn, Lâm Thượng Nghĩa. Tuy Viên Thọ Sơn có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn đích thân đứng ra, chắp tay nói, ông Từ, cơn gió nào thổi ông đến Nam Giang này. Từ Thông cười ha ha, gia chủ Viên, xem ông nói kìa, gió của Nam Giang cũng không thể chỉ thổi người Nam Giang chứ. Từ mỗ tôi đã mượn gió đông đến đấy. Viên Thọ Sơn cười một tiếng, không biết ông Từ mượn gió đông của ai. Từ Thông cười nói, tóm lại không phải là gió của nhà họ Viên ông. Nhưng tôi lại có thể mượn mũi tên của nhà họ Viên ông. Ha ha ha. Lời này của ông ta đã nói rất rõ ràng, đã dùng điển cố Gia Cát Lượng mượn gió đông và thuyền cỏ mượn mũi tên trong Tam Quốc, hiển nhiên có ý chỉ muốn liên hiệp với Ngô Thục, thiêu cháy doanh trại Tào. Vẻ mặt Viên Thọ Sơn biến sắc, hừ lạnh lùng một tiếng, không nói gì nữa. Từ Thông đi vào giữa, cất cao giọng nói, các vị. Tôi là Từ Thông ở Cô Tô. Cũng là người lên kế hoạch và thực hiện lễ đính hôn hôm nay. Nếu có chỗ sơ suất, xin mọi người lượng thứ. Ha ha! Cái gì, là ông ta lên kế hoạch? Nhà họ Từ là bên tổ chức.
không phải nhà họ Lâm sao? Rốt cuộc là thế nào? Từ Mỗ ở đây, đầu tiên chúc mừng lễ đính hôn của cậu Lý và cô Lâm, cậu Lý và cô Lâm là tiên đồng ngọc. Nữ, cặp đôi trời sinh, mãi mãi đồng tâm, thiên thu vạn đại, khiến người phàm chúng ta phải ghen tị. Phật tầm thường thế gian không đủ để tương xứng với cô cậu, tôi thực sự không nghĩ ra nên tặng quà gì, chỉ có một câu nói, lời này tôi cũng đã từng nói, hôm nay nói lại một lần nữa, tôi, Từ Thông, nguyện tôn cậu Lý là tất cả, nhà họ Từ ở Cô Tô, dốc hết cả trên dưới gia tộc, tất cả nhân lực, tài lực, vật lực, đều cho cậu Lý điều động. Một lời nói của cậu, Từ Mỗ lên núi đao, xuống biển lửa, tuyệt đối không cau mày. Lời của Từ Thông, từng chữ như sét đánh cuồn cuộn bên tai mọi người. Đây là nhà họ Từ ở Cô Tô đó. Mấy nhà trước đều chỉ nói ủng hộ hỗ trợ nhà họ Lâm, tăng cường hợp tác, hoặc là cùng tiến cùng lùi. Nhưng Từ Thông này, vừa lên đã nói tôn Lý Dục Thần là tất cả, cho phép Lý Dục Thần điều động tất cả tài nguyên của nhà họ Từ, còn giao cả tính mạng của bản thân. Lý Dục Thần này, rốt cuộc là người thế nào, có thể khiến mãnh hổ Giang Đông nói ra lời như vậy. Cuối cùng mọi người phát hiện không đúng. Bốn gia tộc Lâm, Triệu, Phùng, cha thành phố Hòa kết minh, lại thêm nhà họ Thẩm ở thành phố Cô, nhà họ Tiêu ở thành phố Tuyên, nhà họ Trần ở Thân Châu, nhà họ Từ ở Cô Tô, đây đã không phải là một thế lực nhỏ rồi. Liên minh này, đã bao gồm cả thế gia hào môn quan trọng của Nam Giang, Giang Đông, Hoàn Nam, Thân Châu, lấy Hồ Trấn Trạch làm trung tâm, hình thành một vòng tròn thế lực. Một khi liên minh này được hình thành, thực lực không phải là mấy gia tộc cộng lại, mà là vượt xa lực lượng của mấy gia tộc lớn cộng lại. Trước đây, cũng có rất nhiều người muốn làm chuyện như vậy, bao gồm nhà nước cũng thúc đẩy liên minh địa phương như này, thực hiện hội nhập kinh tế, nhưng lợi ích các bên rất khó đạt được thống nhất, cho nên vẫn chưa thành công. Bây giờ, lại hình thành như vậy. Một khi vòng thế lực hào môn ba tỉnh một thành phố này được hình thành, thì không phải ai cũng dễ dàng lay chuyển được. Khi, ngay cả nhà họ Trần ở Thân Châu và Từ Thông ở Cô Tô đều ra mặt rồi, nhà họ Viên muốn động vào nhà họ Lâm, sợ là khó đấy. Đâu chỉ là khó, nếu nhà họ Lâm phản kích, nhà họ Viên còn phải nghĩ cách tự bảo vệ bản thân đấy. Không đến mức đó chứ, những gia tộc đó, thực sự sẵn sàng chiến đấu vì nhà họ Viên và nhà họ Lâm ư. Quan trọng không phải là ở nhà họ Lâm, mà là ở Lý Dục Thần đó, ông không nghe Từ Thông vừa nói sao. Nguyện coi cậu Lý là tất cả, nhà họ Từ từ trên xuống dưới tùy anh ta điều động, núi đao biển lửa quyết không từ. Lý Dục Thần này rốt cuộc là người thế nào? Chắc, không phải là con cháu đời sau của nhà họ Lý thủ đô thật chứ? Cũng không dễ nói, tám phần là thật. Đương nhiên lời bàn tán của mọi người cũng truyền đến tai Viên Thọ Sơn. Viên Thọ Sơn cũng cảm thấy căng thẳng. Sự việc hôm nay hoàn toàn vượt qua dự liệu của ông A. Bốn nhà thành phố Hòa liên thủ đã rất có tưởng tượng rồi, không ngờ còn kết liên minh một vòng Hồ Trấn Trạch nữa. Các gia tộc khác còn dễ nói, nhưng nhà họ Trần ở Thân Châu và Từ Thông ở Cô Tô, khiến Viên Thọ Sơn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự việc đã xảy ra, trận quyết chiến Viên Lâm đã không thể tránh được, Viên Thọ Sơn không còn đường lui. Ông ta thay đổi ý định liền nghĩ xong đối sách, lên tiến một bước, chỉ vào Lâm Thượng Nghĩa phía đối diện tức giận nói. Lâm Thượng Nghĩa, lão già nhà ông và nhà họ Viên tôi, bất kể tranh giành thế nào, cũng là chuyện trong tỉnh Nam Giang tôi. Ông không đấu được, nảy ra ý xấu thì cũng thôi đi, hôm nay lại bày ra cục diện như này, đùa giỡn thế gia hào môn Nam Giang chúng tôi như con khỉ, chúng tôi cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng ông lại còn dẫn sói về nhai. Ai mà không biết nhà họ Trần, nhà họ Từ là lang hổ, sớm đã nhắm vào thị trường Nam Giang tôi như hổ rình mồi. Ông kết minh với họ. Dẫn họ vào, phá hỏng cục diện thương nghiệp Nam Giang tôi, chiếm không gian sinh ổn của hào môn Nam Giang, lòng dạ độc ác thế nào. Hôm nay ông làm như vậy, có khác gì với hán gian dẫn đường cho kẻ thù. Viên Thọ Sơn mồm năm miệng 10, biến nhà họ Lâm thành phản đồ của Nam Giang, kích động lên lòng căm thù kẻ địch chung của thế gia hào môn Nam Giang. Đúng thế, đây chính là dẫn sói vào nhà. Nhà họ Trần và nhà họ Từ vừa đến, đâu còn có chỗ đứng cho. Chúng tôi, đúng thế, thành phố Hòa và thành phố Cô là cửa bắc của Nam Giang, cửa bắc mở ra, Nam Giang không thể phòng thủ. Người nhà họ Lâm thật độc ác, mình chết, còn muốn kéo theo chúng tôi làm đệm đới. Ông ta không chết đâu, ông ta bán chúng ta, muốn một mình yên ổn. Hời người Nam Giang chúng ta cũng không phải vừa đâu,
họ có thể kết liên minh, chúng ta cũng có thể. Chúng ta có nhiều gia tộc như vậy, nhiều doanh nghiệp. Như vậy, chẳng lẽ còn sợ họ? Đúng, chúng ta cũng liên hiệp lại. Chỉ cần người Nam Giang đoàn kết đồng lòng, thì mấy con sói dã tâm như họ cũng không động được vào chúng ta. Ông Viên, ông là người có đức cao vọng trọng nhất ở đây, ông lên tiếng đi, chỉ cần một lời của ông, chúng tôi cũng kết thành liên minh. Ông Viên, ông là minh chủ của chúng tôi. Đúng, ông Viên, ông làm minh chủ, chúng tôi lấy nhà họ Viên làm trung tâm, mọi người đoàn kết đồng lòng, cùng chống ngoại địch. Trong lúc mọi người sục sôi căm phẫn, đều bắt đầu đề cử Viên Thọ Sơn làm minh chủ. Viên Thọ Sơn vui mừng trong lòng, đây chính là hiệu quả mà ông ta muốn. Nếu thực sự có thể trở thành minh chủ của thế gia hào môn, thì là trong họa được phúc rồi. Nhưng bề ngoài ông ta vẫn giả bộ khiêm tốn, xua tay nói ầy, Viên mỗ tôi nào có tài có đức gì, hơn nữa ở Tiền Đường, cũng còn có nhà họ Tiền và nhà họ Cao, dù thế nào cũng không đến lượt nhà họ Viên tôi làm minh chủ chứ. Ông Viên, ông đừng khiêm tốn, nhà họ Tiền và nhà họ Cao đều không đến, chỉ có ông Viên ông đến, ông không làm minh chủ thì ai làm? Đúng thế, ít nhất thì ông cũng làm trước, sau này nhà họ Tiền và nhà họ Cao gia nhập, rồi lại bầu cử sau. Cũng có người nói, ông Viên nói cũng có lý, chỉ bằng thế này, bây giờ chúng ta đi liên lạc với người của nhà họ Tiền và nhà họ Cao, nói rõ tình hình ở đây cho họ, mời họ đến chủ trì. Nếu hai nhà Tiền Cao gia nhập, vậy thì liên minh Nam Giang chúng ta sẽ bền vững như sắt, đừng nói mấy nhà đối diện, cho dù là cả thế lực phía Bắc cộng lại, chúng ta cũng không sợ. Nếu hai nhà Tiền Cao không đến, thì ông Viên đừng chối từ nữa, nhà họ Viên làm việc nhân nghĩa không cần nhường. Chính là thủ lĩnh của Nam Giang chúng ta. Mọi người đều cảm thấy người này nói có lý, đều bày tỏ tán thành. Tuy Viên Thọ Sơn rất không muốn hai nhà Tiền Cao tham dự vào, nhưng vẫn phải làm theo quy trình này. Theo dự đoán của ông ta, nhà họ Tiền chắc chắn sẽ không đến, Tiên Nhược Vọng trước nay luôn lãnh đạm với những cuộc tranh đấu. Còn nhà họ Cao, gần đây gặp phải một vài chuyện rắc rối, nghe nói có liên quan đến nước ngoài, chắc cũng không có tâm trạng làm minh chủ. Cho nên, Viên Thọ Sơn không phản đối họ liên lạc với hai nhà Tiền, Cao. Tóm lại, minh chủ, ông ta làm chắc rồi. Trong lúc Viên Thọ Sơn ấp ủ ý đồ thì bên cạnh đã có người bắt đầu chủ động tạo quan hệ với hai nhà họ Tiền và họ Cao. Lâm Thượng Nghĩa tức run người. Viên Thọ Sơn mắng Lâm Thượng Nghĩa rước sói vào. Nhà, ví cụ là hán gian, đây là điều khiến cụ giận dữ nhất. Cụ nhìn về phía Lý Dục Thần. Ánh mắt ẩn chứa thắc mắc, Dục Thần, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lý Dục Thần cười nói, ông nội Lâm, cháu đã nói rồi, cháu sẽ tổ chức một buổi lễ đính hôn làm hài lòng nhà họ Lâm, hôm nay có đông đảo các gia đình giàu sang tề tựu về đây, không biết ông có hài lòng không? Lâm Thượng Nghĩa hoàn toàn không hài lòng với lời Lý Dục Thần nói, cụ nói, Dục Thần, ông biết cháu có năng lực nhưng có một số việc chúng ta là người thì phải xử sự sao cho thật đường hoàng. Ông có thể chấp nhận chuyện nhà họ Lâm sa sút, cũng đâu phải ông chưa từng nếm mùi thất bại bao giờ. Thế nhưng, ông không muốn bị người ta mắng vào mặt. Ông đã là người gần đất xa trời rồi, ông không muốn sau khi ông chết, con cháu nhà họ Lâm phải sống tiếp với tiếng xấu như vậy. Lâm Thu Thanh nói, bố hồ đồ rồi phải không, Dục Thần làm vậy là để cứu nhà họ Lâm chúng ta, bố chớ nghe Viên Thọ Sơn nói linh tinh. Lâm Thượng Nghĩa nghiêm mặt lại, con thì biết cái gì. Thấy bố mình nổi giận, Lâm Thu Thanh không dám nói tiếp nữa. Nghiêm Tuệ Mẫn nói, bố à, chắc chắn là bố đã hiểu lầm rồi, bố nhìn những người đối diện kia đi, bọn họ đều ước sao chúng ta không chết hết đi, với loại người như vậy, nếu chúng ta thất bại thì mới bị bọn họ mắng thẳng vào mặt, còn nếu chúng ta thắng thì bọn họ sẽ lật mặt quay lại nịnh bợ ngay. Bố không thèm cái kiểu nịnh bợ ấy, Lâm Thượng Nghĩa cả giận nói. Nghiêm Tuệ Mẫn cũng không dám nói gì nữa. Lâm Thượng Nghĩa nhìn Lý Dục Thần chằm chằm. Lý Dục Thần hiểu tính của Lâm Thượng Nghĩa, ông cụ sợ anh sử dụng vũ lực gây khó dễ, nhất là có kẻ thù không đội trời chung là nhà họ Triệu gia nhập và sự xuất hiện của Từ Thông, khó tránh khỏi khiến người ta đánh hơi ra mùi âm mưu. Lý Dục Thần mỉm cười, ông nội Lâm, ông yên tâm, cháu không dùng âm mưu quỷ kế gì cả, cũng không hề bắt ép bất kỳ ai. Bọn họ đều thật lòng đến chúc phúc cho lễ đính hôn của cháu và Mộng Đình. Cũng thật lòng chúc phúc nhà họ Lâm. Từ Thông cười to, bước tới nói, cụ Lâm à, cậu Lý nói đúng đấy, chúng tôi đều thật lòng tới chúc mừng. Cụ không thể đuổi chúng tôi về được.
Sắc mặt Lâm Thượng Nghĩa dịu lại, cụ nói, ông Từ nghĩ nhiều quá rồi, tôi không có ý nói ông, cũng không hề nói các vị quan khách khác. Các ông đến đây đương nhiên Lâm Thượng Nghĩa tôi rất vui mừng. Nhà họ Lâm thì có tài đức gì mà có thể rước được một bậc đại Phật như ông Từ rời núi chứ? Triệu Tứ Hải cũng bước tới, nói cụ Lâm, tôi thành tâm tới chúc mừng. Cụ có một cô cháu gái rất ngoan, một cậu cháu rể rất tốt đấy. Chắc chắn nhà họ Lâm có thể tiến lên một tầm cao mới, sau này chúng tôi và mấy gia tộc lớn đều phải nhờ cậy cụ dìu dắt. Sao dám, gia chủ Triệu quá khen NL, Thượng Nghĩa cười nói, hai nhà họ Lâm và họ Triệu đều ở tại thành phố Hòa, từ lâu tôi đã muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nhà, chẳng qua là vẫn chưa tìm được cơ hội mà thôi. Không ngờ gia chủ Triệu lại đi trước tôi một bước, tôi đây rất bội phục chí khí của gia chủ Triệu. Cụ Lâm quá khen, Triệu Tứ Hải nói, tất cả đều là công lao của cậu Lý, tôi đâu dám nhận vơ. Sau này mong được cậu Lý chiếu cố nhiều hơn. Lý Dục Thần rất hài lòng với những gì Triệu Tứ Hải thể hiện hôm nay, loại chuyển biến này cần phải có tầm nhìn và sự quyết đoán, đồng thời cũng nói lên năng lực và địa vị có tiếng nói quyết định của Triệu Tứ Hải ở nhà họ Triệu. Gia chủ Triệu thật có lòng, Lý Dục Thần gật đầu mỉm cười. Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng qua tai Triệu Tứ Hải lại chẳng khác nào một đứa trẻ nhận được lời khen của thầy cô, ông ta kích động, hưng phấn ra mặt. Những nhà khác cũng tới giải thích với Lâm Thượng Nghĩa. Mọi người cười nói với nhau, bầu không khí sôi nổi, hài hòa. Bốn gia tộc lớn nhất thành phố Hòa, nhà họ Thẩm ở thành phố Gô, nhà họ Tiêu ở thành phố Tuyên, nhà họ Từ ở Cô Tô, nhà họ Trần ở Thân Châu, tổng cộng có 8 gia tộc lớn. Trong đó đặc biệt nhất là nhà họ Từ ở Cô Tô và nhà họ Trần ở Thân Châu đều có thực lực rất lớn mạnh. Người đại diện cho nhà họ Trần tới đây là Trần Văn Học, anh ta là hàng con cháu nên đương nhiên người có địa vị cao nhất ở đây là Từ Thông. Hơn nữa, toàn bộ hoạt động ở đây hôm nay đều do một mình Từ Thông ôm lấy hết mọi việc nên có thể coi ông ta như là một nửa chủ nhà. Thế nhưng, Từ Thông không hề dám vô lễ, trong lòng ông ta biết rõ, Lý Dục Thần mới là người có địa vị cao nhất ở chỗ này. Cho nên ông ta vô cùng khiêm tốn, không chỉ ở trước mặt Lý Dục Thần mà ngay cả ở trước mặt người nhà họ Lâm cũng vậy. Sự khiêm tốn của Từ Thông khiến toàn thể nhà họ, Lâm vừa thấy vinh dự lại vừa thấy đôi phần thấp thỏm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông Từ, chuyện hôm nay đã phiền ông nhọc lòng rồi, Lâm Thượng Nghĩa cảm kích nói. Ôi cụ Lâm, cụ đừng nói vậy thì đúng là tổn thọ tôi quá, Từ Thông bước tới dìu tay Lâm Thượng Nghĩa, cụ là tiền bối trong giới kinh doanh, từ lúc tôi còn quấn tã đã nghe tiếng tăm lừng lẫy của cụ rồi. Ông Từ mới thực sự là mãnh hổ, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay. Tôi già rồi. Không phục không được, Lâm Thượng Nghĩa nói. Từ Thông cười to, cụ Lâm à, cụ không hề già chút nào, hôm nay cháu gái của cụ đính hôn, sau này cụ còn phải bế chắt trai, con cháu đầy nhài. Lâm Thượng Nghĩa nghe vậy rất vui vẻ, cụ cười to, xin nhận lời chúc này của ông. Có điều con người có không muốn thừa nhận mình già rồi cũng không được, tôi còn sống được tới tận hôm nay là đã thỏa mãn lắm rồi. Sau này là thiên hạ của những người trẻ tuổi các ông. Cụ Lâm nói rất đúng, sau này là thiên hạ của người trẻ tuổi rồi. Chỉ có điều tôi cũng không còn trẻ nữa, người thực sự trẻ tuổi là, Từ Thông quay đầu nhìn Lý Dục Thần một cái, cháu rể của cụ, đó mới là rồng phượng giữa đám đông, tiền đồ khó lòng đo đếm hết, con mắt trần tục như chúng tôi không dám nhìn thẳng, chỉ mong được kém một chút hào quang mà thôi. Thấy cả 8 gia tộc lớn cùng đồng lòng với nhau, nghĩ tới thời khắc tuyệt vọng vừa rồi. Lâm Thu Thanh có cảm tưởng như thể đấy đã là chuyện kiếp trước, ông ta thì thầm cảm khái. Ôi, không ngờ lại có ngày nhà họ Lâm chúng ta và Lâm Thu Thanh tôi đây lại có thể lật ngược được tình thế. Nghiêm Tuệ Mẫn cười trêu, ông ấy à, lật ngược tình thế gì chứ, nếu không nhờ con rể ngoan của chúng ta thì đừng nói lật ngược tình thế, có khi ông chỉ còn nước đi rửa bát thôi. Phải, đúng là phải cảm ơn Dục Thần, Lâm Thu Thanh bị Nghiêm Tuệ Mẫn trêu nhưng không hề giận chút nào. Trái lại còn bật cười vui vẻ. Viên Thọ Sơn thấy phía bọn họ náo nhiệt như vậy, trong lòng thấy rất khó chịu. Vốn dĩ ông ta đã toàn thắng rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi, chỉ trong vòng 4, 5 ngày là nhà họ Lâm sẽ phá sản. Đến lúc đó, tính mệnh của toàn bộ người nhà họ Lâm sẽ đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta có thể bóp chết bọn họ, báo thù cho con trai bất kỳ lúc nào. Thế nhưng... thật không ngờ một buổi lễ đính hôn lễ lại có thể phát sinh nhiều biến cố như vậy. Thấy 8 gia tộc đó bắt tay với nhau,
nhất là trong đó còn có cả Từ Thông và nhà họ Trần, ông ta thấy cực kỳ đau đầu. Lúc này, bên cạnh có người hưng phấn la lên, đã liên lạc được với nhà họ Cao rồi, bọn họ nói đang tới đây. Viên Thọ Sơn sững sờ, giật mình. Chẳng phải nhà họ Cao đang gặp rắc rối thì à, sao lại tới đây? Lúc này lại có người hô to, nhà họ Tiền. Nhà họ Tiền cũng tới. Thật à, phen này thì hay rồi, Mãnh Hổ Giang Đông với lại nhà họ Trần ở Thân Châu đều chẳng là gì nữa hết. Ha ha, để cho mấy người ngoại tỉnh này biết thực lực của những gia đình giàu sang của Tiền Đường chúng ta là như thế nào. Viên Thọ Sơn nghe vậy cau mày, đây là chuyện mà ông ta không mong xảy ra nhất. Nhà họ Cao thì còn dễ hiểu nhưng sao nhà họ Tiền cũng tới đây. Tiền Nhược Vọng không màng danh lợi là vậy, vậy mà ông ta cũng tới tham gia vào chuyện này ư. Nếu như nhà họ Tiền tới tham gia thì e là Viên Thọ Sơn chẳng còn chút hy vọng nào về chiếc ghế minh chủ nữa. Có điều nếu vậy thì tám gia tộc kia cũng sẽ trở thành phế vật, nhà họ Lâm chết chắc rồi. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Người nhà họ Lâm cũng đã nghe được tin này. Tâm trạng Lâm Thu Thanh trở nên nặng nề, ý chí chiến đấu vừa bùng lên bỗng chốc bị một chậu nước dội tất. Nhà họ Tiền và nhà họ Cao mà đến đây thì với thực lực của phe mình, hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Liên lụy tới nhiều gia tộc như vậy mà chẳng được gì. Không riêng gì Lâm Thu Thanh mà những người còn lại cũng đều giật mình sợ hãi. Nhất là mấy gia tộc của thành phố Hòa, nếu như ba gia đình họ Tiền, họ Cao, họ Viên bắt tay với nhau thì chỉ tốn vài phút là có thể nghiền nát hết những gia tộc khác. Lâm Thượng Nghĩa xúc động thở dài, thưa các vị, Lâm Thượng Nghĩa tôi sống lỗi lạc suốt cả cuộc đời, hôm nay cảm ơn mọi người đã khẳng khái giúp đỡ nhưng tôi không thể để nhà họ Lâm liên lụy mọi người được. Nhân lúc nhà họ Cao và họ Tiền còn chưa tới, mọi người hãy đi cả đi. Tiêu Thập Nương chỉ tay vào chiếc du thuyền đang chậm rãi lướt đi trên mặt hồ, nói e là không kịp nữa rồi. Trên thủy đình, không khí lặng ngắt như tờ, mọi người đều lặng lặng nhìn chiếc du thuyền, chờ nó cập bờ. Trong lòng mọi người đều thấy hơi căng thẳng. Chiếc thuyền này sẽ là ai đây? Nhà họ Cao, hay là nhà họ Tiền? Chiếc du thuyền cập vào thủy đình, một tốp người khoảng hơn 10 người chậm rãi bước xuống thuyền, tất cả đều ăn mặc như vệ sĩ vậy quanh một cặp vợ chồng khoác tay, đi sóng vai bên nhau. Là chủ tịch Cao của tập đoàn Thông Ích và vợ, có người nhận ra. Nhà họ Cao đến rồi. Mọi người kích động. Viên Thọ Sơn thấy khó chịu nhưng vẫn phải làm bộ vui vẻ. Ông ta tiến lên, đứng trước mặt mọi người, đón tiếp Cao Tử Hạng. Không ai phản đối vị trí ông ta đứng, bởi dù sao. Trước khi Cao Tử Hạng đến, ông ta cũng là người Cao. Quý nhất ở đây. Vợ chồng Cao Tử Hạng thong thả bước đi trên thảm đỏ. Viên Thọ Sơn tiến lên mấy bước để đón, cười nói. Chủ tịch Cao, đã lâu không gặp, cụ nhà vẫn khỏe chứ? Cao Tử Hạng hơi ngạc nhiên. Ông ta không bước lại gần mà chỉ đứng chắp tay từ đằng xa, ông Viên cũng tới đây à? Tôi đi bận công chuyện đã rồi sẽ tới ôn chuyện xô. Nói xong, ông ta tiếp tục đi theo thảm đỏ, tới một góc khác của thủy đình. Gió trên mặt hồ thổi tới, sống lưng Viên Thọ Sơn ớn lạnh, ông ta cảm thấy lúng túng toàn thân từ đầu tới chân. Mọi người xì xầm bàn tán. Có chuyện gì vậy? Sao Cao Tử Hạng lại đi sang phía đối diện? Không phải là ông ta cũng tới để chúc mừng đấy chứ? Không thể nào, nhà họ Cao là gia đình số 2 ở Tiền Đường, còn lợi hại hơn nhà họ Viên nhiều, sao bọn họ lại có quan hệ với nhà họ Lâm được? Chắc là ông ta định tới thẳng đó chỉ trích hành vi vô liêm sỉ của nhà họ Lâm thôi, mọi người phải tin tưởng, nhà họ Cao có đủ thực lực để làm vậy. Đúng vậy, nhà họ Cao có đủ thực lực để làm vậy, một khi nhà họ Cao ra tay thì liên minh tám gia tộc đối diện sẽ sụp đổi. Chắc chắn rồi. Cao Tử Hạng khoác tay vợ đi thẳng tới chỗ Lý Dục Thần, chắp tay nói. Cậu Lý, chúc mừng, chúc mừng. Nói rồi, ông ta nhìn sang Lâm Mộng Đình đứng bên cạnh Lý Dục Thần, đây là cô Lâm phải không? Quả nhiên là đẹp đôi. Xin được chúc mừng hai người. Lâm Mộng Đình nhìn Lý Dục Thần một cái, tuy trong lòng thấy thắc mắc nhưng hơn hết vẫn là vui vẻ. Cô biết tất cả đều là do Lý Dục Thần sắp xếp, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh. Lần nào người chồng chưa cưới này cũng đều mang tới cho cô niềm vui bất ngờ. Lúc này, đâu chỉ mình cô, ngoài Lý Dục Thần ra, tất cả mọi người đều chìm trong khiếp sợ. Ngay cả Từ Thông cũng cảm thấy giật mình.
Tất cả thiếp mời đều do ông ta gửi đi theo ý của Lý Dục Thần, nhưng ông ta không hề gửi thiếp mời cho nhà họ Cao và nhà họ Tiền. Cho nên vừa rồi, khi thấy hai nhà họ Cao và họ Tiền định tới đối phó với bọn họ, ông ta cũng hơi lo lắng. Thế nhưng, thật không ngờ, Cao Tử Hạng đến đây lại bỏ mặc Viên Thọ Sơn và đại diện của mấy trăm gia đình giàu có của Nam Giang, đi thẳng tới chúc mừng Lý Dục Thần. Hơn nữa xem thái độ thì hẳn là Cao Tử Hạng rất thân thiết với Lý Dục Thần, giọng điệu cung kính không thua gì mình. Tuy vậy, nghĩ kỹ lại thì Lý Dục Thần là người phi phàm nắm giữ sấm sét, nhà họ Cao cũng chỉ là gia đình giàu có bình thường như mình, nếu nghĩ vậy thì mọi chuyện đều dễ hiểu. Cụ Lâm à, bao nhiêu năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Trông cụ vẫn mạnh giỏi như ngày nào, Cao Tử Hạng nói. Lâm Thượng Nghĩa hết sức kích động, run rẩy nói, tôi chỉ là một ông già thôi, đâu còn mạnh giỏi gì nữa, bố ông vẫn khỏe chứ? Khỏe, khỏe à, mới hôm bữa ông ấy còn nhắc tới cụ nữa đấy ạ, Cao Tử Hạng nói, vốn dĩ hôm nay ông ấy cũng muốn tới đây nhưng vướng một số công chuyện trong gia đình nên thực sự không đi nổi. Vừa khéo, vợ tôi phải tới trực tiếp cảm ơn cậu Lý đã cứu mạng nên tôi bèn dẫn vợ tôi tới đây. Lúc này mọi người mới hiểu ra, ồ, hóa ra là Lý Dục Thần đã cứu mạng bà Cao, chẳng trách Cao Tử Hạng lại tới chúc mừng. Con rể nhà mình đúng là lợi hại. Nghiêm Tuệ mẫn tựa vào người Lâm Thu Thanh, nói đầy tự hào. Lâm Thu Thanh cười nói, thế ban đầu ai là người khăng khăng không chấp nhận cậu ta, còn định chỉ 2 triệu để đuổi cậu ta đi. Nghiêm Tuệ mẫn véo eo Lâm Thu Thanh một cái thật mạnh, đó chẳng phải là chuyện quá khứ cả rồi hay sao? Sau đó, chính tôi là người đầu tiên quét sân sạch sẽ, tự tay pha trà nhận con rể còn gì. Nếu không nhờ tôi thì các ông có thể giữ được trái tim của cậu ta không? Lâm Thu Thanh nói, người giữ được trái tim cậu ta là Mộng Đình, không phải bà. Cũng không thể bỏ qua công lao của tôi được, Nghiêm Tuệ mẫn lẩm bẩm. Bà ta còn nói, giờ thì tốt rồi, không cần phải lo lắng nữa, nhà họ Cao đã đứng về phía chúng ta rồi thì nhà họ Viên còn có thể làm gì chúng ta được nữa. Cũng không thể chủ quan được, vẫn còn nhà họ Tiền nữa mà, Lâm Thu Thanh lo lắng nói. Viên Thọ Sơn bắt đầu thấy lo lắng. Rõ ràng là nhà họ Cao đã đứng về phe nhà họ Lâm, mặc dù không hề có tuyên bố gì nhưng nếu ông ta muốn động tới nhà họ Lâm thì sẽ rất khó. Hơn nữa liên minh bên phe ông ta cũng sẽ rất khó trụ lại được, nói gì tới chuyện làm minh chủ. Hiện tại, hy vọng duy nhất của ông ta chính là nhà họ Tiền. Chỉ có nhà họ Tiền là vẫn còn năng lực để bảo vệ liên minh này. Với tình hình hiện tại, Viên Thọ Sơn không còn mơ mộng gì tới chuyện làm minh chủ nữa. Thực lực của phe đối diện khiến ông ta sợ hãi, chỉ cần không thua là đã khá lắm rồi. Ông ta chỉ hận không thể tự tay gọi điện thoại cho Tiền Nhược Vọng. Đương nhiên Viên Thọ Sơn có số điện thoại của Tiền Nhược Vọng nhưng ngoại trừ ở các sự kiện công khai ra, những lúc khác, bọn họ chưa bao giờ liên lạc với nhau, càng không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào. Ông ta nhìn về phía mặt hồ, hy vọng nhà họ Tiền mau tới đây. Trên mặt hồ chỉ có một chiếc thuyền nhỏ. Là loại thuyền chèo tay mà bình thường khách du lịch vẫn hay sử dụng. Đương nhiên loại thuyền này không thể nào là nhà họ Tiền được. Cho nên ông ta nhanh chóng chuyển mắt nhìn đi hướng khác. Thế nhưng, chẳng mấy chốc, ông ta lại nghe thấy có người kích động la lên, là ông Khôn. Ông Khôn của nhà họ Tiền tới. Viên Thọ Sơn giật mình, nhìn về phía góc thủy đình đó, trông thấy chiếc thuyền đã cập bến, hai người, một già một trẻ, một nam một nữ, bước xuống thuyền. Ông ta nhận ra cả hai người đó. Không riêng gì ông ta mà toàn bộ giới thượng lưu của Tiền Đường đều nhận ra. Bọn họ chính là Tiền Khôn và Tiền Hân đồng tiếng tăm lẫy lừng. Tiền Khôn đích thân đến đây, Viên Thọ Sơn hết sức bất ngờ. Địa vị của Tiền Khôn ở nhà họ Tiền không thua gì tộc trưởng Tiền Nhược Vọng. Hơn nữa, bản thân Viên Thọ Sơn cũng là người tập võ, ông ta biết Tiền Khôn lợi hại thế nào. Rất nhiều năm trước, Tiền Khôn đã tiến sát tới cấp bậc tông sư nhưng sau khi bị thương ở Đông Doanh thì công phu đã sụt giảm. Viên Thọ Sơn chỉnh trang lại áo sống, tiến lên mấy bước để đón tiếp, ông Khôn, từ khi chia tay đến giờ ông vẫn tốt đẹp cả chứ. Tiền Khôn trông thấy ông ta, cười nói, hóa ra là gia chủ nhà họ Viên. Không ngờ ông Khôn lại đích thân tới đây, chúng tôi ở đây đều đang ngóng trông người nhà họ Tiền tới giữ gìn lẽ phải. Lẽ phải, Tiền Khôn kinh ngạc, giữ gìn lẽ phải gì cơ? Viên Thọ Sơn đang định nói thì Tiền Hân Đồng đứng bên cạnh Tiền Khôn đã không còn kiên nhẫn nổi nữa. Cô ta nói, ông à,
ông nói mấy lời thừa thãi ấy với bọn họ làm gì, chúng ta tới đây là để chúc mừng anh Lý, không phải đến để ôn chuyện. Nói rồi, cô ta chỉ tay sang hướng đối diện, ông xem, anh Lý đang ở đằng kia. Chúng ta qua đó thôi. Nói rồi, cô ta chẳng bưu ồn đếm xỉa tới ánh mắt của bao người, kéo Tiền Khôn chạy lại chỗ Lý Dục Thần. Tiền Khôn cũng để mặc cho cháu gái kéo mình đi sang phía đối diện, bỏ Viên Thọ Sơn và nhóm nhà giàu của Nam Giang lại. Lần này, bọn họ kinh ngạc như thể bị sét đánh. Bọn họ đều đã nghe thấy Tiền Hân Đồng nói gì. Ông Khôn của Tiền Đường tới đây là để chúc mừng anh Lý. Sao lại như vậy được? Đây là nhà họ Tiền, là ông Khôn cơ mài. Thấy Tiền Khôn đã đi sang phía đối diện, cộng thêm Cao Tử Hạng vừa tới và Từ Thông ở Cô Tô, nhà họ Trần ở Thân Châu, nhà họ Tiêu ở Tuyên Thành, nhà họ Thẩm ở thành phố Cô và bốn nhà Lâm, Triệu, Phùng, cha của thành phố Hòa. Mọi người nhanh chóng rút ra kết luận, nhà họ Viên tiêu rồi. Viên Thọ Sơn cảm thấy gió hồ càng ngày càng mạnh, tiếng bàn tán của mọi người càng ngày càng nhỏ. Ông ta quay đầu lại nhìn mới thấy những gia đình giàu có vốn vây quanh ông ta đều đã tản ra hết, như thế ông ta là kẻ gieo rắc tai họa, cần phải cách xa ông ta ra. Chú Lý, chúc mừng, chúc mừng. Tiền Khôn đi về phía Lý Dục Thần, vui vẻ nói. Một tiếng chú Lý này của ông ấy làm đám đông giật mình rớt cằm. Thân phận của Tiền Khôn là gì nào? Ông ấy là nhân vật đứng thứ hai của gia đình số một Giang Nam. Là anh họ của tộc trưởng Tiền Nhược Vọng nhà họ Tiền. Nghe nói năm xưa, khi tộc trưởng nhà họ Tiền nêu tên các ứng cử viên sẽ kế nhiệm mình, ông ấy là người đứng đầu. Khi nhà họ Tiền tổ chức lễ dỗ tổ, con cháu nhà họ Tiền trên khắp thế giới cùng nhau bỏ phiếu bầu tộc trưởng mới, Tiền Khôn cũng là người giành được số phiếu cao nhất. Thế nhưng, Tiền Khôn say mê võ đạo, khi ấy, nhà họ Tiền đang tranh chấp với bọn người Đông Doanh, Tiền Khôn đích thân dẫn quân đi đánh Đông Doanh nên Tiền Nhược Vọng mới trở thành tộc trưởng. Xét về địa vị và tư cách thì Tiền Nhược Vọng phải nhường ông ấy ba phần. Thế nhưng kể từ khi bị thương, ông ấy rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Không ngờ lần này ông ấy lại đích thân tới tham gia buổi lễ đính hôn này. Quan trọng nhất là, tại sao ông ấy lại gọi Lý Dục Thần là chú? Được xưng hô anh em với Tiền Khôn là chuyện vinh dự biết nhường nào chứ? Toàn bộ Tiền Đường, thậm chí toàn bộ Nam Giang có mấy ai dám xưng hô anh em với Tiền Khôn? Ngay cả Viên Thọ Sơn, dù nhà họ Viên đứng thứ ba ở Tiền Đường nhưng khi gặp Tiền Khôn cũng phải gọi là ông Khôn. Chắc là khách sáo thôi, hầu hết mọi người đều nghĩ thầm như vậy. Thế nhưng, lời đáp lại của Lý Dục Thần đã đập tan suy nghĩ của bọn họ. Anh đến muộn rồi nhé. Nếu như nói Tiền Khôn gọi em là khách sáo với người trẻ tuổi thì chẳng thể nào giải thích được tại sao. Lý Dục Thần lại gọi Tiền Khôn là anh. Trong số những người ở đây, chỉ có mình Phùng Thiên Minh là đã từng nghe nên biết Lý Dục Thần và Tiền Khôn nói chuyện ngang hàng với nhau. Những người khác nghe bọn họ xưng hô với nhau như vậy thực sự thấy ngoài sức tưởng tượng. Tiền Khôn cười to, chú không thể trách anh được, anh đến trễ là tại con bé này này. Nó cứ khăng khăng đòi đi theo anh. Trước khi đi ra ngoài còn phải trang điểm nữa chứ, ôi cái con bé này đúng là rắc rối. Ông à, Tiền Hân Đồng phản đối, rõ ràng là do tính ông chậm chạp mà lại còn trách cháu. Nói xong, cô ta nhìn Lý Dục Thần, chẳng những không nói chúc mừng mà ánh mắt còn lóe lên một chút ai oán khó phát hiện ra. Cô ta chuyển tầm mắt từ Lý Dục Thần qua Lâm Mộng Đình và Đinh Hương đứng bên cạnh anh, cuối cùng dừng lại nhìn Lâm Mộng Đình, quan sát mấy lượt từ trên xuống dưới, nói. Không tồi, từ ngoại hình tới phong thái đều không có gì để chê, rất xứng đôi với anh Lý, thảo nào lúc trước tôi đòi lấy thân báo đáp, anh ấy lại chẳng buồn đáp lại. Lời này của Tiền Hân Đồng khiến mọi người xì xâm bàn tán. Ôi trời, lấy thân báo đáp, tôi không nghe lầm chứ. Thật hay giả vậy, sốt của cậu Lý này là ai mà ngay cả con gái đầu nhà họ Tiền cũng muốn lấy thân báo. Đáp, giờ thì tôi tin cậu ta là con cháu của nhà họ Lý ở thủ đô rồi. Dù có là nhà họ Lý ở thủ đô cũng không thể từ chối cô Tiền chứ nhỉ. Nhà họ Tiền đâu có thua kém bất kỳ nhà nào ở thủ đô đâu. Cô không thấy cô Lâm đẹp thế nào sao? Cô Tiền cũng đâu thua kém gì, ngang ngửa nhau cả thôi. Vậy thì phải xét xem ai là người tới trước nữa, chuyện này chứng tỏ cậu Lý là người trung thủy, tôi thích kiểu đàn ông như vậy. Thôi đi, cô không thấy bên cạnh người ta còn có một phù dâu xinh đẹp đó sao, chắc là một chống hai mái rồi. Ôi chao,
Sao suy nghĩ của cánh đàn ông lại bẩn thỉu như vậy chứ? Tôi nghĩ cậu Lý không phải loại người như vậy đâu. Các gia đình giàu có ở Tiền Đường, nhất là những người trẻ tuổi đều đã quên bầu không khí căng thẳng vừa rồi giữa đôi bên, trái lại còn quay qua buôn dưa lê về chuyện giữa ba người phụ nữ Lâm Mộng Đình, Đinh Hương và Tiền Hân Đồng. Cánh đàn ông thấy ba người phụ nữ này vây quanh Lý Dục Thần, ai nấy đều hâm mộ, ghen tị nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ngoại trừ cảm xúc hâm mộ lộ rõ trên mặt ra, hơn tất cả, các chị em phụ nữ đều phàn nàn tại sao mình không tốt số được như vậy, bọn họ cũng muốn trở thành một thành viên trong đó. Thế nhưng, chỉ cần so sánh với ngoại hình của ba người kia là suy nghĩ này đã bốc hơi quá nửa rồi. Người nhà họ Lâm còn kinh ngạc hơn những người khác nhiều. Nhất là Nghiêm Tuệ Mẫn, bà ta sợ toát mồ hôi lạnh. Đây chính là cô con gái đầu của nhà họ Tiền. Xét về gia thế, nhà họ Lâm chẳng bì nổi với nhà họ Tiền. Xét về ngoại hình, cô Tiền này cũng không thua gì con gái nhà họ. Người ta đã đòi lấy thân báo đáp rồi, vậy mà con gái nhà họ vẫn còn dùng già dùng rắng, chẳng biết đã phát triển tới giai đoạn nào rồi. Ôi, đúng là nóng ruột chết mất. Trước đây, khi Lý Dục Thần tới nhà Lân đầu, bà ta còn xem thường người ta, định dùng 2 triệu đuổi người ta đi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Nghiêm Tuệ Mẫn đều muốn chui xuống lỗ. Lâm Thượng Nghĩa cũng rất khiếp sợ. Tuy trước đây mang tiếng là lập tờ hôn ước để báo đáp ơn tình của nhà họ Lý nhưng nhà họ Lý đã sa sút rồi, trong lòng Lâm Thượng Nghĩa vẫn cho rằng mình trên cơ người ta. Cho nên khi Lý Dục Thần xuất hiện, ban đầu cụ không muốn nhận Lý Dục Thần làm cháu rể. Về phần chấn hưng lại nhà họ Lý, đương nhiên cụ cũng rất mong chờ nhưng chuyện này dễ gì chứ? Không cố gắng mấy thế hệ thì làm sao có thể chấn hưng lại cả một gia tộc khổng lồ như nhà họ Lý được? Huống hồ, hiện tại vẫn còn chưa rõ kẻ địch của nhà họ Lý là ai. Sau đó, nội bộ nhà họ Lâm gặp trục trặc, Lý Dục Thần từng ra tay giúp đỡ mấy lần nên tình hình mới thay đổi. Trong lòng Lâm Thượng Nghĩa mới chấp nhận chuyện gả Lâm Mộng Đình cho Lý Dục Thần. Thế nhưng, cụ không ngờ rằng, ngay cả con gái đầu của nhà họ Tiền cũng sẵn lòng lấy thân báo đáp. Đó là nhà họ Tiền cơ mài. Cụ chỉ ra quyết sách sai một lần mà suýt nữa đã vụt mất đứa cháu rể này. Lâm Thượng Nghĩa hiểu rõ, nếu không có Lý Dục Thần thì hiện tại nhà họ Lâm đã tiêu rồi. Còn hiện tại, sau khi trải qua cơn phong ba này, chẳng những nhà họ Lâm sẽ không sụp đổ mà trái lại sẽ còn bước lên một tầm cao mới. Tiền Hân Đồng nói xong bèn tự nhiên phóng khoáng chia tay ra với Lâm Mộng Đình, cô Lâm, à không, chắc. Phải gọi là bà Lý tương lai, chúc mừng hai người. Ban đầu, Lâm Mộng Đình bị ánh mắt quan sát không chút kiêng dè kia gây khó chịu. Tuy bọn họ đều là con gái nhưng cũng không thể nhìn trực diện và mang tính xâm lược mạnh như vậy được. Sau khi Tiền Hân Đồng nhắc tới chuyện lấy thân báo đáp, Lâm Mộng Đình cũng giật mình, bất giác lườm Lý Dục Thần một cái. Thế nhưng, thấy Lý Dục Thần mỉm cười, ánh mắt trong trẻo, không hề lăn tăn chút nào, cô mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, không khỏi thấy hơi hổ thẹn. Ở trước mặt Tiền Hân Đồng mà vị hôn phu của cô vẫn có thể chống lại được sức quyến rũ của cô ta. Vậy tại sao mình chỉ mới nghe một câu mà đã rối lòng rồi chứ? Sau khi nghe Tiền Hân Đồng chúc phúc, Lâm Mộng Đình nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bắt tay với cô ta, phóng khoáng nói cảm ơn lời chúc phúc của cô Tiền. Cô Tiền mới là tiên trên trời, tôi còn thua cô Tiền nhiều. Cô có khen tôi như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi cậu Lý đây thích cô chứ không phải tôi. Tiền Hân Đồng liếc nhìn Lý Dục Thần một cái, nói. Đó là do anh ấy không có phúc phần, Lâm Mộng Đình cười nói. Tiền Hân Đồng cười khúc khích, nói tôi thấy là do. Anh ấy rất có phúc nên mới lấy được một người phụ nữ như cô Lâm đấy chứ. Cô Tiền quá khen, Lâm Mộng Đình nói cô không cần gọi tôi là cô Lâm, cứ gọi tôi là Mộng Đình là được. Tiền Hân Đồng chớp chớp mắt, nói vậy chỉ bằng tôi gọi cô là chị dâu nhé. Vậy thì, không được ổn thì phải, Lâm Mộng Đình đỏ mặt. Dù sao đây cũng chỉ mới là lễ đính hôn, họ vẫn chưa kết hôn mà. Đình Hương đứng bên nói, em thấy rất phù hợp mà. Lâm Mộng Đình liếc Đình Hương một cái, Đình Hương, em chớ nói lung tung. Bọn họ cố ý tổ chức ở giữa hồ để chỉ có thể đến đi bằng thuyền để những người ở đây có muốn bỏ chạy cũng chẳng dễ gì. Chỉ có chỗ sau sân khấu là có cầu nối với đất liền nhưng nếu đi bằng lối đó thì sẽ bị mọi người trông thấy hết. Hơn nữa còn không biết là bọn họ có cài cắm gì ở đó hay không. Bên này vắng tanh vắng ngắt, lòng người bất an, bên kia lại vô cùng náo nhiệt. Sau khi trò chuyện một lúc,
Tiền Khôn nói, thưa mọi người, có phải là chúng ta nên dừng lại hay không? Không thể giọng khách át giọng chủ được. Hôm nay mục đích chính là tổ chức lễ đính hôn cho chú Lý và cô Lâm. Tôi tới trễ nên đã bỏ lỡ mất các đoạn thú vị trước đó, không biết tiếp theo có còn tiết mục gì thú vị nữa không? Từ Thông nói, ông Khôn, tiết mục thì chắc chắn là có rồi, đảm bảo sẽ làm ông hài lòng. Theo kế hoạch thì hiện tại đã tới lúc bà mối và phụ huynh hai nhà lên đọc lời chúc rồi. Tuy nhiên, tình huống của cậu Lý và cô Lâm khá đặc biệt, hôn ước của hai người được ông nội của cậu Lý và cụ Lâm lập với nhau, có giấy hôn ước làm bằng chứng. Hiện tại, ông nội của cậu Lý đã không còn nữa, chỉ còn mình cụ Lâm. Tiếp theo, chúng tôi xin mời cậu Lý giao giấy hôn ước cho cụ Lâm rồi mời cụ Lâm lên phát biểu. Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt. Lý Dục Thần lấy một tờ giấy ố vàng ra giao tận tay cho Lâm Thượng Nghĩa, nói, ông nội Lâm, đây là giấy hôn ước năm xưa ông tự tay viết, hôm nay cháu mang nó tới đây, hoàn thành nguyện vọng của ông nội cháu. Lâm Thượng Nghĩa nhận tờ hôn ước, nhìn chữ ký và dấu điểm chỉ của mình và Lý Hữu Toàn trên đó, nhớ tới chuyện cũ chỉ như mới ngày hôm qua, không khỏi giàn giụa nước mắt. Trong số những người ở đây, chỉ có mình Nghiêm, Tuệ Mãn là từng nhìn thấy tờ giấy hôn ước này. Khi bà ta nhìn thấy tờ giấy ố vàng, nhớ tới ngày đầu tiên gặp Lý Dục Thần, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Cụ Lâm, cụ nói mấy lời đi, Từ Thông nói. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu, bước lên trước mấy bước, không nén nổi xúc động. Cụ run run kể lại chuyện mình ký giấy hôn ước với Lý Hữu Toàn, xác nhận chuyện Lý Dục Thần là con cháu của nhà họ Lý ở thủ đô. Chuyện này khiến Tiền Khôn cũng phải giật mình. Sau khi Lâm Thượng Nghĩa phát biểu xong đáng lẽ sẽ tới lượt người lớn của nhà họ Lý gửi lời cảm ơn nhưng hiện tại nhà họ Lý chỉ còn lại một mình Lý Dục Thần, không còn bậc cha chú nào. Bởi vậy, Lý Dục Thần đích thân bước tới, nói, đúng vậy, nhà họ Lý không có người lớn ở đây nhưng cháu tin rằng, người lớn nhà họ Lý đều đang ở trên trời nhìn xuống. Cháu còn sống, còn đứng được ở đây là ý trời. Hôm nay, cháu muốn nhân cơ hội này tuyên bố với khắp thiên hạ một chuyện. Anh chỉ một tay lên trời, sắc mặt trở nên nghiêm trạng, giọng nói đầy âm vang. Lý Dục Thần tôi, đại diện cho nhà họ Lý, đã trở về rồi. Dứt lời, những đám mây đen trên trời tản ra, ánh năng chiếu xuống, rát một luồng sáng vàng lên toàn bộ sân khấu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Lý Dục Thần quanh quẩn trên mặt hồ. Nhà họ Lý, trở về rồi, trở về. Một lát sau, xung quanh vang lên tràng pháo tay giòn giã. Lâm Thượng Nghĩa rưng rưng nước mắt, nức nở nói, trời xanh không phụ lòng người. Hữu Toàn à, chú có thể mỉm cười nhắm mắt rồi, nhà họ Lý lại xuất hiện chân long rồi. Sau đó, Lang Dụ Văn đi qua cầu sang đây, bước lên sân khấu. Mọi người đều lấy làm lạ, cố gắng đoán xem người này là ai. Lang Dụ Văn hắng giọng một tiếng, nói to, tôi là Lang Dụ Văn. Anh ta vừa tự giới thiệu xong, đám đồng lập tức xôn xao. Lang Dụ Văn, chính là Lang Dụ Văn giàu nhất Giang Đông năm xưa, suýt nữa chỉ cần sức một người mà thay đổi tương lai cả nền thương mại của Hoa Hạ. Là anh ta, tôi nhận ra anh ta đã già hơn hồi đó khá nhiều rồi. Không phải anh ta đã bị tám gia tộc lớn nhất Giang Đông bắt tay nhau đuổi khỏi Giang Đông, sau đó mai danh ẩn tích rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây? Chắc là cũng tới chúc mừng cậu Lý. Tôi là Lang Dụ Văn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh Lý. Tuy nhiên, Tập đoàn Kinh Lý không phải của tôi chỉ là người quản lý dùm. Ông chủ thực sự của tập đoàn là anh Lý Dục Thần đến từ nhà họ Lý ở thủ đô. Tôi đã bảo rồi mà, chẳng biết Tập đoàn Kinh Lý này ở đâu ra, hóa ra là của cậu Lý. Thật khó lòng tưởng tượng nổi, Lang Dụ Văn lại bằng lòng làm thuê cho cậu tai. Bình thường thôi, người ta là nhà họ Lý ở thủ đô. Là gia tộc số một hồi đói. Lang Dụ Văn đứng trên sân khấu chậm rãi phát biểu, giới thiệu về mục tiêu của tập đoàn Kinh Lý cũng như nói về tương lai của nhà họ Lý. Tôi tin rằng, trong vòng 3 năm nữa, nhà họ Lý sẽ quay lại làm gia tộc số một thủ đô. Ồ, lần này, toàn bộ mọi người đều kinh ngạc. Trời ạ, số một thủ đô, đúng là mạnh miệng. Bốc phét cả thôi, đừng nói 3 năm. Nếu có thể làm được điều đó trong vòng 30 năm là tôi đã phục sát đất rồi. Ai cần cô phục chứ, người ta có tiếng tăm của nhà họ Lý sẵn rồi. Vậy thì sao, hiện tại, bốn gia tộc mạnh nhất thủ đô không hề có tên nhà họ Lý, liệu bốn gia tộc kia có cho cậu ta cơ hội này không? Xem ra lại có một trận chiến gió tanh mưa máu rồi đây.
Lang Dụ Văn mỉm cười nhìn mọi người, chờ tiếng bàn tán nhỏ lại, anh ta mới nói tiếp. Chắc hẳn mọi người đều cảm thấy chuyện này là bất khả thi nhưng có rất nhiều chuyện đều đi từ không thể tới có thể. Đương nhiên, muốn đứng đầu thủ đô chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Tiếp theo, tôi xin tuyên bố kế hoạch sắp tới của tập đoàn kinh lý, đồng thời là một bước đi cực kỳ quan trọng. Anh ta thoáng dừng lại, liếc nhìn về phía góc lác đác người ngồi. Chúng tôi sẽ thâu tóm nhà họ Viên ở tiền đường. Lời tuyên bố của Lang Dụ Văn chẳng khác gì một trái bom phát nổ giữa đám đông. Cảm xúc kinh ngạc của mọi người thật khó tả thành lời. Anh ta vừa mới nói gì vậy? Anh ta bảo sẽ thâu tóm nhà họ Viên. Chẳng lẽ anh ta điên rồi sao? Anh ta có biết nhà họ Viên có khối tài sản lớn chừng nào không? Trừ phi là nhà họ Lý ở thời điểm vẫn còn hưng thịnh ngày xưa thì mới thâu tóm nổi chứ hiện tại, với sức của một mình tập đoàn kinh lý thì năm mươi. Cô đừng coi thường Lang Dụ Văn, năm xưa anh ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khiến toàn bộ Giang Đông rung chuyển. Hiện tại, anh ta mạnh mẽ trở về, mang theo tập đoàn kinh lý, cộng thêm có nhiều gia đình giàu có ủng hộ anh ta như vậy, chuyện này khó nói đấy. Nếu cô nói nhà họ Viên sẽ bị tổn thất hoặc thậm chí thua trận chiến này thì tôi tin nhưng nếu muốn thâu tóm nhà họ Viên thì tôi không tin. Tôi cũng không tin, nhà họ Viên đâu phải chỉ có mỗi tiền thôi đâu. Chắc các cô không biết, tông sư tiền đường Hà Trường Xuân là anh em đồng hao với Viên, Thọ Sơn đấy. Hả, thật không? Đương nhiên là thật rồi. Nếu chuyện này là thật thì khó nói trước được điều gì. Ông ta là tông sư võ đạo, là bộ mặt của tiền đường chúng ta. Một khi tông sư mà đã ra tay thì e là nhà họ Tiền và nhà họ Cao cũng không thể ngăn cản nổi. Không biết có ngăn cản nổi không nhưng tối thiểu cũng phải nể mặt ông ta một chút. Lâm Thu Thành có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, mới mấy tiếng trước ông ta còn đang tuyệt vọng nghĩ nhà họ Lâm sắp tiêu rồi, chỉ một, hai hôm nữa thôi là sẽ phải tuyên bố phá sản. Tại sao đột nhiên lại thành ra sắp thâu tóm nhà họ Viên thế này? Pha đổi chiều này nhanh tới mức ông ta không tiếp thu nổi. Không riêng gì ông ta, ngay cả Lâm Thượng Nghĩa cũng vô cùng kinh ngạc. Thâu tóm nhà họ Viên ư, nói nghe thì dễ, cụ đã tung hoành trên thương trường mấy chục năm, trải qua bao phen chìm nổi nên hiểu rất rõ thực lực của những đại gia siêu giàu này. Thế nhưng, Lang Dụ Văn đã nói ra mất rồi, quân tử không nói chơi, Lâm Thượng Nghĩa biết, người như Lang Dụ Văn sẽ không nói ra điều mà anh ta còn chưa chắc chắn. Thế nhưng, anh ta lấy đâu ra niềm tin ấy chứ? Chắc là, Lâm Thượng Nghĩa nhìn về phía Lý Dục Thần. Mới đầu, Viên Thọ Sơn hơi kinh ngạc, dù sao hai nhà họ Tiền và họ Cao cùng xuất hiện ở đây cũng khiến ông A hơi bận tâm. Thế nhưng, ông ta nhanh chóng tỉnh táo lại, cười gần với Lang Dụ Văn, nằm mơ giữa ban ngày, cậu muốn thâu tóm nhà họ Viên chỉ dựa vào sức một mình thôi ư. Cho dù Tiền Khôn và Cao Tử Hạng đứng về phe đối lập, Viên Thọ Sơn cũng không tin bọn họ thực sự sẽ vì Lý Dục Thần. Vì tập đoàn kinh lý mà dồn nhà họ Viên vào chỗ chết. Nếu muốn thâu tóm nhà họ Viên thì dù nhà họ Tiền có bắt tay với nhà họ Cao thì bọn họ cũng sẽ vẫn bị lột mất một lớp da. Huống hồ, Tiền Khôn hiểu rất rõ quan hệ giữa ông ta với tông sư Hà Trường Xuân. Có Hà tông sư ở đây thì nhà họ Tiền phải dè chừng ba phần. Đây là điểm tựa niềm tin của Viên Thọ Sơn. Viên Thọ Sơn nói xong, xung quanh im lặng hẳn. Mọi người muốn biết Lang Dụ Văn sẽ nói cái gì. Anh A chỉ nói suông thôi hay sẽ làm thật. Cuộc tranh chấp giữa hai nhà họ Lâm và họ Viên lúc nãy đã biến thành trận chiến giữa nhà họ Viên và nhà họ Lý hiện tại. Nội dung của trận chiến này chuyển từ xem thử xem nhà họ Viên có thể xử được nhà họ Lâm hay không trở thành xem tập đoàn kinh lý có thể thâu tóm được nhà họ Viên hay không. Lang Dụ Văn mỉm cười, không phải tôi mà là tập đoàn kinh lý, là nhà họ Lý ở thủ đô. Khỉ gió. Nhà họ Lý ở thủ đô đã không còn nữa rồi. Chỉ dựa vào cậu ta thôi ư, Viên Thọ Sơn chỉ tay vào Lý Dục Thần, cậu ta là đứa con hoang ở đâu ra còn chưa biết, chẳng lẽ chỉ vì là họ Lý mà có thể mạo danh là con cháu nhà họ Lý hay sao? Nếu vậy thì chẳng lẽ người họ Lý trên đời này đều là bố mẹ của cậu ta ư? Nói đến đây, Viên Thọ Sơn bỗng nhiên dùng mình, ông ta cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm hẳn mấy chục độ, lạnh như đứng trên tảng băng ở Bắc Băng Dương vậy. May mà ông ta có công phu nội lực sâu dày, có thể vận chân khí để bảo vệ kinh mạch, ông ta nhìn sang bên kia, trông thấy đôi mắt rét căm căm của Lý Dục Thần đang nhìn mình. Anh chậm rãi bước tới, tiến về phía chính giữa sân khấu, nhìn Viên Thọ Sơn, nói. Hôm nay là ngày vui của tôi,
tôi không giết người. Tuy nhiên, tôi đã ghi nhớ những lời ông nói rồi. Tôi đã hứa với Hà Trường Xuân sẽ không tổn thương tính mạng của người nhà họ Viên các ông trước khi Đại hội Võ Lâm kết thúc. Ngày mai Đại hội Võ Lâm sẽ khai mạc, mạng của ông còn được giữ lại được thêm bao nhiêu ngày phụ thuộc xem Đại hội Võ Lâm sẽ diễn ra trong bao nhiêu ngày. Lý Dục Thần nói đầy lạnh lùng, lạnh như nhũ băng trên cánh đồng băng Siberia. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sát khí lạnh giá đó. Câu này còn ngang ngược hơn, khiến người ta chấn động hơn nhiều so với tuyên bố sẽ thâu tóm nhà họ Viên của Lang Dụ Văn. Lý Dục Thần tiếp tục nói. Đương nhiên, ông cũng có thể bỏ trốn, dắt díu con cháu Mai Danh ẩn tích. Yên tâm, tôi sẽ không đi tìm ông, bởi vì mạng ông không hề đáng giá tới thế, không đáng tôi phải tốn công đi tìm ông. Viên Thọ Sơn nhớ tới thực lực mà Lý Dục Thần thể hiện ở nhà họ Viên ngày hôm đó, trong lòng hơi run sợ. Từng có khoảnh khắc, ông ta thực sự đã nghĩ tới chuyện tạm thời bỏ trốn. Thế nhưng, nghĩ tới Hà Trường Xuân, trong lòng ông A lập tức trấn tĩnh lại. Dù tên họ Lý này có lợi hại tới đâu thì cùng lắm cũng chỉ là tông sư, trong khi Hà Tông Sư đã luyện được võ hồn, lên tới tiên thiên. Viên Thọ Sơn không khỏi cười khẩy trong lòng. Ông A cho rằng Lý Dục Thần cố ý nói vậy để ông ta bỏ trốn, nhà họ Viên không có chỗ dựa, như vậy tập đoàn Kinh Lý sẽ có thể thuận lợi thâu tóm tài sản của nhà họ Viên. Lý Dục Thần nói xong không để ý tới ông ta nữa, quay qua nói với Lang Dụ Văn. Lang Dụ Văn gật đầu, nói to, vừa rồi tôi chỉ mới nêu một mục tiêu nhỏ. Mọi người lại xôn xao. Mẹ kiếp, định nghĩa mục tiêu nhỏ lại thay đổi rồi à? Thâu tóm nhà họ Viên mà gọi là mục tiêu nhỏ à? Lang Dụ Văn nói tiếp, trước đó tôi đã nói rồi, chúng tôi có lòng tin, trong vòng 3 năm sẽ trở thành gia tộc số 1 thủ đô. Đây là mục tiêu trung hạn, còn mục tiêu dài hạn. Anh ta thoáng dừng lời. Chuyện này tạm thời chưa cần công bố, chúng ta bàn chuyện mục tiêu nhỏ trước. Tuy là mục tiêu nhỏ nhưng dẫu có là chân muỗi thì đó cũng là thịt, cũng có mùi vị. Tôi sẽ nấu một nồi canh chân muỗi, hoan nghênh mọi người thưởng thức. Nói rồi, anh ta lấy ra một xấp tài liệu dày. Đây là báo cáo phân tích tài sản của nhà họ Viên do. Tôi thực hiện và kế hoạch thâu tóm toàn bộ doanh nghiệp con của nhà họ Viên trong vòng 3 tháng của chúng tôi. Nếu ai đó ở đây thấy hứng thú với nồi canh chân muỗi này, cũng muốn nếm thử một miếng thì chúng tôi hoan nghênh các vị gia nhập. Nhìn xấp tài liệu mà Lang Dụ Văn giơ lên, mọi người đều hết sức tò mò. Rốt cuộc đó là bản kế hoạch như thế nào để có thể giúp tập đoàn Kinh Lý thâu tóm được quái vật khổng lồ như nhà họ Viên trong vòng 3 tháng. So với nhà họ Viên, khối tài sản vài tỷ của tập đoàn Kinh Lý quả là chuột với voi. Chuột có thực sự có thể giết được voi không? Gia nhập như thế nào, có người không nhịn được, hỏi. Lang Dụ Văn thong thả nói, tập đoàn Kinh Lý của chúng tôi vừa mới thành lập không lâu nên cánh cổng vẫn còn rộng mở. Có tiền thì góp cổ phần, có năng lực thì có thể tới phỏng vấn chức vụ ở chỗ chúng tôi. Ngoài ra, nếu có dự án thì cũng có thể hợp tác với chúng tôi. Lần này mọi người đã hiểu. Lang Dụ Văn đến đây để kêu gọi đầu tư. Khá lắm, coi nhà họ Viên là một nồi thức ăn, dùng chiếc nồi này để thu hút vốn đầu tư và nhân tài. Đây là hành vi trước nay chưa từng có. Lang Dụ Văn thật to gan lớn mật. Không chỉ những người khác mà ngay cả Lý Dục Thần cũng bội phục chiêu này của Lang Dụ Văn. Đây không chỉ là suy nghĩ viển vông nữa mà là rút củi dưới đáy nồi. Lợi dụng buổi lễ đính hôn này có mặt đông đủ các gia đình giàu có ở Tiền Đường và các vùng lân cận rồi ép. Bọn họ phải chọn một phe. Lập tức cô lập nhà họ Viên. Kế hoạch này đúng là hứ mà Lang Dụ Văn có thể nghĩ ra. Hơn nữa còn là nghĩ ra chỉ một thời gian ngắn sau khi biết kế hoạch lễ đính hôn của Lý Dục Thần. Anh không can dự vào chuyện kinh doanh nên khi Lang Dụ Văn đề cập tới kế hoạch này, Lý Dục Thần lập tức đồng ý ngay. Muốn để tập đoàn Kinh Lý trở thành tập đoàn đứng đầu thủ đô trong vòng 3 năm mà không sử dụng chút thủ đoạn độc đáo thì sao có thể làm được? Đâu thể nhờ Lý Dục Thần đi cướp từng nhà một chứ? Lang Dụ Văn tuyên bố đanh thép xong. Từ Thông là người đầu tiên bước ra, nói to. Đây quả là cơ hội từ trên trời rơi xuống mà Từ Thông tôi gặp được, nhà họ Từ của cô Tô muốn góp vốn 5 tỷ vào tập đoàn Kinh Lý. Ồ, 5 tỷ. Không hổ là mãnh hổ Giang Đông, ra tay một phát là chi ngay 5 tỷ, chẳng có mấy gia tộc có thể huy động được nhiều tiền như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Nghe nói hiện tại tổng tài sản của tập đoàn Kinh Lý cũng chỉ có vài tỷ.
vậy xem ra góp vốn 5 tỷ là đủ để nắm quyền kiểm soát rồi. Lúc này, Lang Dụ Văn nói, ông Từ, cảm ơn ông tin tưởng tập đoàn Kinh Lý, tuy nhiên tôi cần phải nói rõ trước, hiện tại, tập đoàn Kinh Lý chúng tôi chỉ đồng ý sang nhượng 49% cổ phần. Từ Thông cười to nói, yên tâm, tôi không muốn nắm quyền kiểm soát. 49% này tôi cũng sẽ không độc chiếm, còn có ai muốn gia nhập nữa không, chúng ta chia đều theo tỷ lệ góp vốn nhé. Lang Dụ Văn chắp tay với Từ Thông, được, vậy xin cảm ơn ông Từ. Tôi tạm thời xin ghi lại như vậy. Từ Thông mới vừa ngồi xuống, Trần Văn Học bèn lập. Tức đứng lên, nói, gần đây nhà họ Trần ở Thân Châu đang đầu tư khá nhiều nhưng lượng vốn có thể điều động được có hạn, tạm thời không gom nổi 5 tỷ, thôi thì 3 tỷ vậy. Sao ồ, nhà họ Trần cũng góp vốn 3 tỷ, vậy là 8 tỷ rồi. 8 tỷ mà chỉ lấy 49% cổ phần thôi ư. Vậy mà bọn họ cũng chịu à? Lang Dụ Văn nói, thực ra trước đây anh Trần đã đầu tư vào tập đoàn Kinh Lý, anh ấy cũng có dự án hợp tác với chúng tôi và nhà họ Lâm. Tuy nhiên, thưa anh Trần, tôi xin nhắc lại anh một lần nữa, khoản đầu tư hôm nay sẽ tách bạch với khoản đầu tư trước đó, hôm nay anh chỉ có thể chia 49% cổ phần với những người khác thôi. Tôi biết, Trần Văn Học cười nói, không biết ông Từ có chê tôi không? Từ Thông cười to nói, ha ha. Từ Thông tôi có ngang ngược cỡ nào cũng không dám chê nhà họ Trần ở Thân Châu. Nói rồi ông ấy bước tới bắt tay với Trần Văn Học. Hợp tác vui vẻ, hai người đồng thanh nói. Tôi cũng đầu tư 5 tỷ. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Mọi người nhìn thử thì hóa ra là Tiêu Thập Nương của nhà họ Tiêu ở Tuyên Thành. Trời ạ, nhà họ Tiêu cũng góp 5 tỷ. Nhà họ Tiêu ở Tuyên Thành cũng giàu dữ vậy sao? Giàu là đương nhiên rồi, dù sao người ta cũng là gia tộc số 1 Tuyên Thành, tuy nhiên, tới mức có thể ngồi ngang hàng với nhà họ Từ ở Cô Tô thì hơi quá nhỉ. Lý Dục Thần cũng hơi bất ngờ, bởi vì anh không hề báo cho Tiêu Thập Nương biết về kế hoạch này. Hôm nay, anh mời Tiêu Thập Nương tới đơn thuần là vì tình chị em hồi nhỏ của mình và Tiêu Thập Nương nên mời Tiêu Thập Nương tham dự lễ đính hôn của anh với tư cách là chị gái, coi như là người thân duy nhất bên phía nhà trai. Nghĩa là Tiêu Thập Nương vừa mới nhất thời quyết định đầu tư 5 tỷ. Tuy nói từ khi Tiêu Dạ Bạch xảy ra chuyện, việc làm ăn của nhà họ Tiêu thành phố Tuyên đều do Tiêu Thập Nương xử lý, nhưng muốn lấy ra 5 tỷ một lần, bà ta có thể quyết định được sao? Lý Dục Thần đang muốn nói chuyện, Tiêu Thập Nương lại giống như biết anh muốn nói gì, mỉm cười khoát tay với anh, nói, thần thần, hôm nay tôi lấy thân phận một người chỉ tới tham gia lễ đính hôn của cậu, tôi rất vui. Cậu yên tâm, khoản đầu tư này, tôi hoàn toàn có thể làm chủ. Cho dù bố tôi ở chỗ này, nhất định ông ấy cũng sẽ làm như vậy. Trước khi đến, ông ấy đã nói, chỉ cần cậu cần, nhà họ Tiêu chúng tôi có thể cống hiến hết sức lực. 5 tỷ này, thậm chí tôi có thể không cần một chút cổ phần nào cả. Trong lòng Lý Dục Thần có chút cảm động, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ cảm động gọi một tiếng, chị. Lang Dụ Văn nói, vẫn nên lấy cổ phần thì hơn, tôi sẽ ghi nhớ trước, nhà họ Tiêu thành phố Tuyên, 5 tỷ. Sau khi Tiêu Thập Nương ngồi xuống, Triệu Tứ Hải liền đứng lên, nói, nhà họ Triệu thành phố Hòa, 3 tỷ. Không phải là Triệu Tứ Hải không lấy ra nổi 5 tỷ, một mặt là muốn kêu gọi được 5 tỷ trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng, một mặt khác là bởi vì ông A cũng không dám ngồi ngang hàng với Từ Thông. Ông ta cũng đã nhìn ra Tiêu Thập Nương và Lý Dục Thần có quan hệ không tâm thường, người ta có thể ra 5 tỷ, nhà họ Triệu ông ta lại không được. 3 tỷ cũng không ít. So sánh với nhà họ Trần ở Thân Châu thì đã rất khả quan rồi. Cha Võ Anh do dự một chút, nói ra, nhà họ Cha thành phố Hải cũng chỉ ra 3 tỷ. Lang Dụ Văn nhìn cha Võ Anh một chút, lại nhìn về phía Lý Dục Thần. Lần trước lấy được 2 tỷ từ nhà họ Cha, Lang Dụ Văn liền nhìn ra được nhà họ Cha và cậu Lý cũng không phải người trên một con đường, nhà họ Cha có thể không ghi hận đã là không tệ rồi. Thấy Lý Dục Thần gật đầu, trong lòng Lang Dụ Văn đã nắm chắc. Nói ra, được, nhà họ Cha thành phố Hải 3 tỷ, nhớ kỹ. Tiếp theo, Thẩm Bình Nguyên đứng lên, cất cao giọng nói, nhà họ Thẩm thành phố cô cũng ra 3 tỷ. Lang Dụ Văn cầm bút ghi lại. Từ lúc Từ Thông tuyên bố ra 5 tỷ, Phùng Thiên Minh đã gọi điện cho anh trai Phùng Nguyên Sinh. Lúc này, ông ta để điện thoại xuống, nói, nhà họ Phùng thành phố Hòa cũng ra 3 tỷ. Lâm Thu Thanh giống như đang ngồi bàn trông. Là bố vợ tương lai của Lý Dục Thần.
lúc này nhà họ Lâm vốn nên là người đầu tiên đứng ra ủng hộ tập đoàn Kinh Lý. Nhưng sau việc thương chiến với nhà họ Viên trong khoảng thời gian này, dòng tiền của nhà họ Lâm đã sớm bị gãy mất, đừng nói là vài tỷ, bây giờ muốn ông ta lấy ra mấy trăm triệu tiền mặt cũng rất khó khăn. Trong lòng ông ta đang cảm thấy rất khó chịu, chợt nghe Lâm Thượng Nghĩa nói, nhà họ Lâm cũng ra 5 tỷ, Lâm Thu Thành sững sờ, bố, bây giờ chúng ta. Lâm Thượng Nghĩa khoát tay nói, bố biết, gần đây con rất khó khăn, nhà họ Lâm đang đứng trước mối nguy phá sản, đây cũng không phải bí mật gì. Nhưng chúng ta còn có Sơn Trang Bắc Khê nữa. Bố, đây chính là nhà tổ tiên nhà họ Lâm, Lâm Thu Thành kinh ngạc nói. Lâm Thượng Nghĩa cười khổ nói, đương nhiên bố biết là nhà tổ tiên, nhưng nếu như nhà họ Lâm thật sự phá sản, nhà tổ tiên cũng không thể gánh nổi. Cho nên bố không nói với các con mà đã thế chấp Sơn Trang Bắc Khê đi rồi. Vốn dĩ muốn giúp con chống đỡ thêm mấy ngày cuối cùng, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa, vừa vặn đầu tư vào tập đoàn Kinh Lý. Bố tin tưởng Dục Thần, dưới sự dẫn dắt của thằng bé, nhà họ Lý nhất định sẽ có thể xuất hiện sự huy hoàng ngày xưa. Lâm Thu Thành có chút khổ sở, nhưng cũng không nói cái gì. Lý Dục Thần cảm động nói, ông nội Lâm, thật ra ông cũng không cần làm vậy, chúng ta đã là người một nhà rồi. Lâm Thượng Nghĩa lắc đầu nói, không, chúng ta vốn là người một nhà. Bắt đầu từ khi ông và ông nội cháu ký kết hôn ước, chúng ta đã là người một nhà. Ông rất vui, ông tin tưởng nếu như ông nội cháu nhìn thấy cháu ngày hôm nay cũng sẽ rất vui mừng. Ông biết sức khỏe của ông không kéo dài lâu được. Có thể nhìn thấy một màn ngày hôm nay, ông đã rất thỏa mãn rồi. Sau khi xuống dưới, gặp được ông em Hữu Toàn, ông sẽ nói những chuyện này cho ông ấy biết. Trong lòng Lý Dục Thần không khỏi có chút chua xót. Lúc này, trên sân có người hô một tiếng, tôi chỉ có thể ra 1 tỷ, không biết có thể gia nhập hay không. Đây là một thế gia khác ở Tiền Đường, vốn dĩ cũng đứng về phía Viên Thọ Sơn đối diện, nhưng lúc này đã sớm thức thời đổi vị trí, đi ra bên này. Lang Dụ Văn cười nói, chỉ cần thành tâm nhập cổ phần, đương nhiên chúng tôi sẽ hoan nghênh. Thế là xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, nhà này ra 500 triệu, nhà kia 2 tỷ, không ngừng có gia tộc và xí nghiệp gia nhập. Nghiêm Tuệ Mẫn tranh thủ thời gian gọi điện cho bố, nói với ông ta chuyện ở đây, Nghiêm Công Nghiệp vui vẻ đồng ý đầu tư, còn trách Nghiêm Tuệ Mẫn sao chuyện quan trọng như vậy mà lại có thể không thông báo cho. Nhà họ Nghiêm tới tham gia được chứ? Thế là... Từ Nghiêm Tuệ Mẫn đại diện cho nhà họ Nghiêm, cũng đầu tư 3 tỷ. Đợi đến khi những người đồng ý đầu tư đã đăng ký xong, xung quanh mới an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người bỗng nhiên đều đồng loạt hướng về phía Tiền Khôn và Cao Tử Hạng. Cho tới bây giờ, chỉ có nhà họ Tiền và nhà họ Cao. Còn chưa tỏ thái độ. Cao Tử Hạng và Tiền Khôn liếc nhau, cười nói, ông Khôn, vậy để tôi tới trước nhé. Tiền Khôn đưa tay làm tư thế mời. Cao Tử Hạng liền đứng lên, hắng giọng một cái, nói ra, nhà họ Cao chúng tôi nguyện ý bỏ vốn 10 tỷ, nhập cổ phần vào tập đoàn Kinh Lý. Đồng thời, tôi tuyên bố tập đoàn Thông X sẽ triển khai chiến lược hợp tác toàn diện với tập đoàn Kinh Lý. Xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay. Nhưng mà sau khi được trải qua chuyện vừa rồi, dường như mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc với điều này lắm. Dù sao cũng là nhà họ Cao, đứng thứ hai Tiền Đường. Bây giờ điều mà mọi người hiếu kỳ nhiều hơn chính là nhà họ Tiền sẽ đưa ra bao nhiêu tiền. Viên Thọ Sơn sợ hãi đứng ở nơi đó. Tập đoàn Kinh Lý gom góp mấy chục tỷ còn không đến mức khiến ông ta phải sợ hãi. Mấy chục tỷ ở trong mắt Viên Thọ Sơn cũng chỉ là vài con số mà thôi. Nhà quyền thế có căn cơ của nhà giàu, không phải dựa vào tiền là có thể tích tụ ra được. Nếu như có thể sử dụng tiền để tích tụ ra một nhà. Vậy cũng không phải chỉ cần mấy chục tỷ là đủ. Nhưng bây giờ nhiều nhà quyền thế bỏ vốn ủng hộ như vậy, nhất là nhà họ Cao, vừa ra tay đã chỉ 10 tỷ. Quan trọng nhất là Cao Tử Hạng còn đồng thời tuyên bố tập đoàn Thông X hợp tác toàn diện với tập đoàn Kinh Lý, sự hợp tác này còn có giá trị hơn là trực tiếp ném 10 tỷ. Mục tiêu tiếp theo của tập đoàn Kinh Lý chủ yếu là nhà họ Viên, mà lúc này Cao Tử Hạng lại tuyên bố hợp tác, vậy có nghĩa là nhà họ Cao cũng sẽ xung đột chính diện với nhà họ Viên. Viên Thọ Sơn không sợ nhà họ Lâm, không sợ bốn nhà thành phố Hòa bắt tay, thậm chí không sợ Từ Thông và nhà họ Trần, bởi vì thế lực của Từ Thông là ở Giang Đông, thế lực nhà họ Trần là ở Thân Châu, mà nơi này là Tiền Đường. Nhưng ông ta không thể không sợ nhà họ Cao. Nhà họ Cao ở ngay Tiền Đường, thế lực lớn hơn nhà họ Viên.
Mà bây giờ điều khiến ông ta càng thêm lo lắng chính là có vẻ nhà họ Tiền cũng muốn tham gia cuộc phân tranh này. Viên Thọ Sơn đột nhiên giật mình trong lòng. Đây không phải là nhà họ Tiền bắt tay với nhà họ Cao để diễn một tuồng kịch chứ? Mục đích đúng là muốn thâu tóm nhà họ Viên. Ông ta không tin chỉ băng Lý Dục Thần có thể làm ra được cảnh tượng hoành tráng như hôm nay. Từ đầu tới cuối đều là nhà họ Tiền và nhà họ Cao ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu không, nhà họ Lâm dám đắc tội nhà họ Viên ư? Viên Thọ Sơn nhớ lại từng chuyện một, càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Từ khi Lý Dục Thần giết con trai ông ta Viên Quốc Thành, nhà họ Viên đã tiến vào dòng cạm bẫy mà nhà họ Tiền và nhà họ Cao lập ra rồi. Khó trách gần đây nhà họ Lâm đã đến đường cùng rồi mà vẫn không xảy ra chuyện gì, hóa ra là phía sau có hai nhà Tiền Cao làm chỗ dựa. Cơn giận trong lòng Viên Thọ Sơn càng ngày càng bùng nổ. Tiền Nhược Vọng, Cao Sĩ Hiến, hôm nay hai lão già chết tiệt này không đến, ông ta sẽ tự tay kết liễu bọn họ. Nhưng mà ông ta nhìn Lý Dục Thần một chút, nhớ tới biểu hiện của anh ở cổng nhà họ Viên ngày đó, trong lòng chậm rãi trầm xuống. Bố, chúng ta phải làm sao bây giờ, Viên Nãi Minh hỏi. Đừng hoảng, Viên Thọ Sơn cố gắng kiềm chế, cứ nghe nhà họ Tiền nói thế nào trước đã. Viên Nãi Minh không rõ vì sao bố mình còn muốn nghe tiếp. Nhà họ Tiền có thể nói thế nào được, chắc chắn là đầu tư 10 tỷ, hoặc là nhiều hơn nhà họ Cao một chút, 20 tỷ chẳng hạn. Cũng không có khả năng lúc này Tiền Khôn còn nói chuyện giúp nhà họ Viên chứ. Ông ta nhìn thoáng qua bốn phía đang im lặng, so sánh với tình cảnh một giờ trước, bây giờ bọn họ còn đứng ở nơi này quả thực là vô cùng xấu hổ. Bố, sao nào, cảm thấy mất thể diện, Viên Thọ Sơn cười lạnh nói, người ta muốn cười, cũng sẽ chỉ cười cái mặt già này của bố, con sợ cái gì? Viên Nãi Minh không dám nói nữa, chỉ có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, nhưng cả người đều cảm thấy không thú vị. Xung quanh trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn Tiền Khôn. Cao Tử Hạng cười ni o Tiền, còn thiếu mỗi ông. Nữa thôi, ông không nói hai câu sao. Tiền Khôn vui vẻ đi về phía trước hai bước, nói, mấy người đều là kẻ có tiền, tôi lại không có nhiều tiền như vậy. Lời này của ông ta khiến xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo. Ai cũng biết nhà họ Tiền là thế gia số một Tiền Đường, thậm chí là Nam Giang. Thậm chí còn là thế gia số một toàn bộ địa khu Giang Nam. Nếu nhà họ, Tiền không có tiền, vậy còn ai có tiền nữa? Mà những người có thân phận địa vị ngang hàng Cao Tử Hạng đều không cười, cũng không kinh ngạc Tiền Khôn sẽ nói như vậy, bởi vì bọn họ biết hình thức truyền thừa của nhà họ Tiền hoàn toàn khác biệt với những gia tộc khác. Thế gia bình thường, tài sản và quyền lực gia tộc đều bị một số người nắm trong tay, gia chủ có được quyền uy tuyệt đối. Chỗ tốt của việc tập trung tài sản và quyền lực là có thể tập trung lực lượng để làm chuyện lớn. Nhưng nhà họ Tiền lại khác. Nhà họ Tiền trải qua ngàn năm, con cháu đông đảo, phân bố khắp toàn thế giới, đều có nhân tài đỉnh cao trong các lĩnh vực như tài chính, thương mại, khoa học kỹ thuật, học thuật. Mỗi một dòng của bọn họ, thậm chí là mỗi một gia đình đều tự do độc lập, có quyền chỉ phối tuyệt đối với tài sản và hành vi của mình, không bị gia tộc quản lý. Nhưng bọn họ lại là một chỉnh thể. Cùng nhau tuân thủ một số quy định cổ xưa. Khi gia tộc cần, bọn họ có thể liên hợp lại bất cứ lúc nào, đây chính là một loại lực lượng cường đại đến đáng sợ. Về phần tộc trưởng thì giống như một người liên lạc, hoặc là người phát ngôn của gia tộc. Ông ta không có tài sản riêng, quản lý tài sản chung, không thuộc về bất cứ người nào, chỉ thuộc về toàn bộ nhà họ Tiền. Những tài sản chung này được sử dụng theo một quy định vô cùng nghiêm chỉnh, cho dù là tộc trưởng cũng không thể tùy tiện sử dụng. Cho nên Tiền Khôn nói ông ta không có nhiều tiền như vậy cũng không phải là nói quá, càng không phải là nói dối. Đúng là ông ta và Tiền Nhược Vọng không có khả năng lấy ra vài tỷ để đầu tư cho tập đoàn kinh lý. Thật ra Cao Tử Hạng rất hy vọng nhà họ Tiền không đầu tư, như vậy nhà họ Cao sẽ xuất sắc nhất hôm nay. Mà sự hợp tác với Lý Dục Thần cũng có thể sâu sắc hơn một chút. Ông ta đã từng được chứng kiến bản lĩnh của Lý Dục Thần, bây giờ biết thân thế của Lý Dục Thần, càng. Có thể kết luận người này có tiền đồ vô hạn. Nhưng Cao Tử Hạng biết nếu hôm nay Tiền Khôn đã tới thì tuyệt không có khả năng cứ cười ha ha bỏ qua như vậy được. Cho nên ông ta đang chờ đoạn tiếp theo của Tiền Khôn. Tiền Khôn nhìn Lý Dục Thần một chút, tiếp tục nói, mặc dù không có tiền, nhưng lại có mấy mạng sống. Không phải vừa rồi Tổng Giám Đốc Lang đã nói có tiền chỉ tiền, có sức ra sức sao, không phải tập đoàn kinh lý còn đang nhận người ư.
Mặc dù bộ xương già này của tôi đã lỏng lẻo một chút, nhưng vẫn còn có thể sử dụng, nếu không tôi đến tập đoàn kinh lý làm bảo vệ được không? Ông ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều há to miệng, ngay cả tiếng kêu kinh ngạc cũng không phát ra được. Đây là ai? Đây chính là ông khôn dậm chân một cái là cả tiền đường cũng phải chấn động. Làm bảo vệ. Nếu không phải là chính miệng tiền khôn nói ra, ai nghe cũng sẽ không tin. Ngay cả Lang Dụ Văn cũng ngây ngẩn cả người, không biết tiếp chuyện kiểu gì. Lý Dục Thần cười nói, ông anh đừng cướp bát cơm của bảo vệ chứ. Tiền khôn cười ha ha, nói, chú em à, không phải tôi cướp bát cơm của người trẻ, chỉ là bộ xương già này ở trong nhà nhàn rỗi, cái gì cũng không làm, chỉ sợ cả người bị han gì thôi. Lý Dục Thần nói, nếu ông anh sợ han gì, về sau thường đến chỗ của em sẽ nói chuyện với anh. Ánh mắt Tiền Khôn sáng lên, vậy thì tốt quá rồi. Ông ta lại thở dài, hai, con người không chịu nhận mình già là không được. Tôi biết mọi người chê tôi già, tôi sẽ không cướp bát cơm với người trẻ tuổi, nhưng mà hôm nay tôi còn dẫn theo mấy người trẻ tuổi đến đây nữa. Nói rồi ông ta vẫy tay ra sau lưng một cái, Tiền Hân Đồng liền đi tới. Đây là cháu gái của tôi, Hân Đồng, chắc hẳn không ít người đang ngồi đây đều biết con bé, nó có tiếng là ngang bướng mài. Ông hai, Tiền Hân Đồng gắt gỏng. Ha ha ha, Tiền Khôn cười ha ha, là chính cháu khóc lóc cầu xin muốn đi theo ông, chứ không phải là ông ép cháu. Cháu đừng không thừa nhận nữa, thanh danh của cháu, có người nào ở tiền đường không biết đâu. Nhưng mà chú Lý, Tổng Giám Đốc Lang, Chủ tịch Cao, mấy người đừng thấy đứa cháu gái này của tôi bình thường ngang bướng, nhưng con bé cũng từng học thạc sĩ thương mại nghiêm chỉnh, trường nó tốt nghiệp cũng có thể đứng trong top 10 toàn thế giới. Nói rồi ông ta chuyển hướng sang Tiền Hân Đồng, hai, bố cháu không quyên tiền cho trường học kia đấy chứ. Tiền Hân Đồng khinh thường nói cháu chưa bao giờ đi cửa xô. Từ trước đến nay, vậy hôm nay cháu đi theo ông, bảo ông nói chuyện này, có tính là đi cửa sau hay không? Ông hai, ha ha ha, Tiền Khôn lại cười to, đám người ở chỗ này cũng hai ông cháu chọc cười. Được rồi, nói chuyện chính. Đứa cháu gái này của tôi muốn đến tập đoàn kinh lý kiếm việc làm, Tổng Giám Đốc Lang, ông thấy có được không, nếu được thì hãy cho mở cửa sau cho con bé vào, để nó đỡ ở bên ngoài gây chuyện thị phi cả ngày, Tiền Khôn nói. Lang Dụ Văn cong khóe miệng lộ ra nụ cười, sảng khoái đáp, được thôi. Chuyện này quá tốt ấy chứ, cô Tiền là thạc sĩ, chỗ tôi đang cần trợ lý đây. Vậy cứ quyết định thế đi, chứ phụ tiền lương gì đó thì mấy người cứ bàn với nhau. Ông lão tôi đây sẽ không tham gia. Tiền Khôn khoát tay, giống như cuối cùng cũng tiến được một vị ôn thần đi vậy. Hân Đồng à, ông nói cho cháu biết, cháu đến tập đoàn kinh lý phải làm việc cho tốt vào. À đúng rồi, ông và ông cả của cháu đã lập một danh sách, đều là nhân tài kiệt xuất ở nước ngoài của nhà họ Tiền, cũng đều là chú bác của cháu, có rảnh thì liên hệ với bọn họ nhiều vào, chuyện làm ăn cũng có thể học hỏi bọn họ nhiều hơn. Nói xong. Ông ta lấy ra một chồng giấy ngay trước. Mặt mọi người, phía trên có lít nha lít nhít tên và số điện thoại. Cao Tử Hạng không thể không bội phục nhà họ Tiền. Không cần chi một đồng tiền nào, nhưng nước cờ này còn hay hơn cả 10 tỷ của nhà họ Cao. Đầu tiên là Tiền Khôn tự mình nói muốn làm bảo vệ, dùng điều này để tỏ thái độ nhà họ Tiền hết sức ủng hộ tập đoàn kinh lý. Tiếp theo lại đẩy Tiền Hân Đồng ra, để cô ta đến làm việc cho tập đoàn kinh lý. Đây chính là cháu gái ruột của Tiền Nhược Vọng. Gia tộc bình thường chắc chắn sẽ không để cháu gái đi làm công cho người khác. Nhưng nhà họ Tiền rất đặc biệt. Tiền Nhược Vọng là tộc trưởng không có tài sản riêng, Tiền Hân Đồng đi theo Tiền Nhược Vọng hoặc là giúp đỡ quản lý tài sản chung của gia tộc, hoặc là ăn không ngồi rồi. Tiền Nhược Vọng và Tiền Khôn muốn giúp Lý Dục Thần, chính bọn họ không thể ra mặt, càng không thể sử dụng tài sản chung, những điều này đều vi phạm quy định trong tộc. Nhưng bọn họ lại để Tiền Hân Đồng ra mặt, nước đi này cực kỳ hay. Có Tiền Hân Đồng làm việc ở tập đoàn kinh lý, chẳng khác gì là để đoàn kinh lý hợp tác toàn diện với tất cả sản nghiệp trên khắp thế giới của nhà họ Tiền cả. Tiền Hân Đồng chỉ cần gọi một cú điện thoại, có con cháu nào của nhà họ Tiền sẽ không nể mặt mũi chứ. Mà nhỡ may có xảy ra chuyện gì thì cũng là Tiền Hân Đồng làm bậy, sẽ không trách cứ hai ông cụ nhà họ Tiền, càng sẽ không sinh ra ảnh hưởng tồi tệ gì với gia tộc. Thanh danh ngang bướng của Tiền Hân Đồng đã sớm nổi tiếng ở bên ngoài rồi. Vừa rồi Tiền Khôn nhiều lần đề cập đến cũng chính là có ý đó.
Đây là những gì mà Cao Tử Hạng nhìn thấy. Một nước cờ hay này khiến ông ta bội phục cúi đầu xuống đất, bái phục chịu thua. Điều duy nhất khiến ông ta không ngờ được là cô tiền này từ trước đến nay vẫn luôn thích làm theo ý mình, nghe nói ngay cả tiền nhược vọng cũng không quản được cô ta, làm sao lại cam tâm đến tập đoàn kinh lý làm công chứ? Mọi chuyện đến đây cũng coi như là đã kết thúc. Có lẽ những người khác không nghĩ được nhiều như Cao Tử Hạng, nhưng ít ra cũng đã thấy được thái độ của nhà họ tiền. Ngay cả cháu gái ruột đều đưa ra ngoài, thái độ này còn đáng giá hơn 10 tỷ. Lần này, những hào môn thế gia xuất hiện tại đây hôm nay đều đã thấy rõ tình thế, chỉ cần không có quan hệ thân thích với nhà họ Viên, không có mối thù lớn với nhà họ Lâm thì đều đứng về phía tập đoàn kinh lý. Bên kia chỉ còn lại rải rác mấy nhà lúng túng đứng ở nơi đó. Sau khi xem hết một màn này của nhà họ Tiền, cuối cùng Viên Thọ Sơn đã giận tím mặt, mắng to Tiền Khôn. Cao Tử Hạng, hai lão tặc kia, lập ra cái kế độc địa như vậy để chiếm đoạt nhà họ Viên của tôi. Tôi nói cho các ông biết, đừng có vội đắc ý. Cho dù hai nhà các, ông có hợp tác với nhau, Viên Thọ Sơn tôi có phải liều cái mạng già này cũng phải khiến các ông bị lột dai. Ông ta lại chỉ vào Lý Dục Thần nói, họ Lý, có gan thì hãy đến Đại hội Võ Lâm, không có thì cũng đừng tự xưng là đời sau nhà họ Lý ở thủ đô gì hết. Dứt lời, ông ta hơi vung tay, lại nhổ một bãi nước bọt, đứng dậy nhảy ra khỏi thủy tạ, rơi vào trên mặt hồ, hối hả đạp nước mà đi. Mọi người đều kinh hãi, bây giờ mới biết được hóa ra Viên Thọ Sơn cũng là cao thủ võ đạo. Bố! Viên Nãi Minh kêu to, nhưng lúc này Viên Thọ Sơn sớm đã đạp nước rời đi, ngay cả con trai ruột như ông ta cũng bị bỏ lại. Viên Nãi Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể xám xịt dẫn đám tùy tùng nhà họ Viên rời đi theo cầu nổi. Sau lưng truyền đến những tiếng huýt sáo, mà đám nhân viên do Từ Thông dẫn tới còn đang đứng tiếp khách trên cầu, hoặc là đứng ở đầu bên kia đều đang chỉ trỏ, cười nhạo bọn họ. Viên Nãi Minh cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu, tăng nhanh bước chân. Lưu Vinh Thành dẫn theo con gái Lưu Hiểu Tinh, còn có bố con nhà họ Phạm cũng theo sát phía sau. Lưu Hiểu Tinh mặc bộ váy đính đầy kim cương sặc sỡ lóa mắt dưới ánh mặt trời, thu hút rất nhiều ánh mắt. Lưu Vinh Thành hận không thể cởi quần áo trên người con gái ra. Nhìn những người này xám xịt rời đi, người nhà họ Lâm chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Chị Mai lặng lẽ đi đến bên cạnh Lý Dục Thần, nói ra, vừa rồi lão Viên đạp nước mà đi, nhìn công phu của ông A thì hình như đã là hóa kình đỉnh phong, không chênh lệch mấy so với Vương Tông Sinh. Lý Dục Thần biết chị Mai đang quan tâm mình, liền mỉm cười nói, không có việc gì, tôi nắm chắc. Chẳng biết từ lúc nào Tiền Khôn cũng đã đi tới bên cạnh anh, nói, anh cũng không nghĩ tới vậy mà Viên Thọ Sơn đã tới hóa kình đỉnh phong, người này giấu rất sâu. Viên Thọ Sơn và Hà Trường Xuân là anh em tốt, chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Viên cũng là Hà Trường Xuân. Ông A bảo chú đến Đại hội Võ Lâm, chắc là muốn để Hà Trường Xuân ra tay đối phó với chú, vẫn phải cẩn thận một chút. Em biết, Lý Dục Thần gật đầu nói, em đã từng gặp Hà Trường Xuân rồi. Chú từng gặp rồi. Chưa gặp bản nhân, nhưng đã thấy võ hồn của ông ta. Võ hồn, Tiền Khôn cùng chị Mai đồng thời kinh. Ý chú là Hà Trường Xuân đã luyện được võ hồn, tiến vào tiên thiên. Lúc em gặp được, hẳn là còn ở cửa vào tiên thiên, chắc chắn bản thể đang bế quan, chỉ lấy võ hồn ra mặt. Ông ta hẹn em đến Đại hội Võ Lâm kết thúc. Lúc ấy em cũng đã đồng ý với ông ta, trước khi diễn ra Đại hội Võ Lâm, em sẽ không động vào người nhà họ Viên. Khó trách chú lại sắp xếp lễ đính hôn vào hôm nay, cũng đã tính xong thời gian rồi, Tiền Khôn gật đầu, lại có chút lo âu nói, nếu biết rất có thể Hà Trường Xuân đã đột phá tiên thiên, chú còn muốn tham gia Đại hội Võ Lâm sao? Chị Mai cũng nói, đúng vậy, Dục Thần, chúng ta đừng đi nữa. Lý Dục Thần mỉm cười, vì sao lại không đi? Chị không muốn kết thúc với Liễu Kim Sinh sao? Tiền Khôn có chút hiếu kỳ nhìn chị Mai. Trên mặt chị Mai hiện ra vẻ lo lắng. Nói, Dục Thần, chuyện của tôi không quan trọng, cậu không cần vì tôi mà bí quá hóa liều. Theo tôi được biết, rất có thể Liễu Kim Sinh cũng đã luyện được võ hồn. Cậu phải đồng thời đối phó với hai tông sư. Lý Dục Thần lạnh nhạt nói, chỉ là võ hồn mà thôi, không sao cả. Sau Đại hội Võ Lâm, tôi còn muốn đến đảo Cửu Long một chuyến, đến lúc đó, chị hãy đi cùng với tôi. Chị Mai kinh ngạc, ngây ra nhìn Lý Dục Thần. Bà ta không nghĩ tới Lý Dục Thần vừa mới trải qua một trận đại nạn sống chết,
bây giờ lại đang ở thời điểm quan trọng của trận chiến Lâm Viên, cộng thêm anh còn phải đính hôn, lúc này còn có thể nghĩ đến bà ta, không những muốn đối phó với Liễu Kim Sinh, còn sắp xếp cả hành trình đến đảo Cửu Long. Nghĩ tới đây, trong lòng chị Mai không khỏi ấm áp, hốc mắt lại có chút ẩm ướt. Chuyện của tập đoàn kinh lý đã kết thúc, đây chỉ là nhạc đệm, chủ đề của ngày hôm nay vẫn là lễ đính hôn của Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Dưới sự dẫn dắt của MC, nghi thức đính hôn lại tiếp tục diễn ra. Cô dâu và hai phù dâu đều được mời ra đăng sau thay quần áo. Từ Thông sớm đã chuẩn bị xong quần áo rồi. Mặc dù trong kế hoạch phù dâu chỉ có mỗi mình đỉnh hương, nhưng Từ Thông chuẩn bị rất chu đáo, còn chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo cho nên cũng có cái phù hợp với Tiên Hân Đồng. Khi hai phù dâu dẫn cô dâu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nhan sắc khuynh thành đã lập tức khiến tất cả mọi người đều chấn động. Ba vị mỹ nhân khuynh thành khiến toàn bộ Hồ Tiền Đường cũng phải mờ nhạt. Nghi thức là do Từ Thông sắp xếp, Lý Dục Thần không can thiệp vào quá trình, cho nên cũng không biết gì, chỉ có thể nghe theo MC dẫn dắt, bảo anh làm gì thì làm cái đó. Mọi người không khỏi cảm thấy khó hiểu, tại sao chàng trai tuấn tú trên người còn có khí chất phiêu dật mà con em thế gia khác cũng khó mà có được này lại có chút ngốc nghếch, nhìn kỹ còn có mấy phần đáng yêu chứ. Khi nghi thức được tiến hành, tất cả mọi người đều bị không khí hạnh phúc, vui vẻ ở đây lây nhiễm. Chỉ có Nghiêm Tuệ Mẫn không hề cảm thấy vui vẻ. Bà ta nhìn hai phù dâu, nhìn thấy ai cũng đều cảm thấy con gái mình đang đứng ở bên trong nguy hiểm. Một người là Thanh Mai Trúc Mã, một người là tiểu thư nhà họ Tiền, còn phải lấy một địch hai. Bà ta hận không thể đi lên giúp con gái, một trái một phải túm chặt lấy chú rể. Hai, nếu bà đây trẻ lại 20 tuổi thì... Viên Thọ Sơn rời khỏi Hồ Tiền Đường, nhưng lại không về nhà, mà nhanh chóng đi tới núi Thành Hoàng. Trên núi Thành Hoàng có một tòa lầu các, mặc dù ghi chú là cao 7 tầng, nhưng người ngoài nhìn lại chỉ thấy 6 tầng, đều tưởng rằng ghi chú bị sai. Lại không biết dưới Thành Hoàng các này còn có một địa cung. Viên Thọ Sơn đến trước một bức tường gạch xanh cũ kỹ trước Thành Hoàng các, gõ mấy lần theo tiết tấu lên một viên gạch xanh. Đợi nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì. Ông ta có chút khó hiểu, trong lòng lại đang lo lắng, liền dùng sức gõ mấy lần nữa. Sau mấy lần, tiết tấu đã toàn hỗn loạn. Chợt nghe đến có người sau lưng nói chuyện, trong lòng chú đang loạn. Viên Thọ Sơn đột nhiên quay người, trông thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi đứng phía sau. Ông ta giật mình nhìn người kia, hơn nửa ngày mới nói, anh rể. Sao anh lại biến thành dáng vẻ mấy chục năm trước rồi? Sau đó ông ta đã lập tức mừng rỡ, chúc mừng anh rể đã tu thành võ hồn, đột phá tiên thiên, từ đây vô địch thiên hải. Người kia lắc đầu, quay người nhìn qua dãy núi chập. Trùng nơi xa, trong thiên hạ này, ai có thể vô địch được? Trước kia tôi theo đuổi võ đạo, cũng cho rằng đỉnh phong võ đạo chính là vô địch. Thẳng đến khi tôi đi vào, tiên thiên mới biết được núi cao còn có núi cao hơn. Viên Thọ Sơn nói, anh rể, à không, Hà Tông Sư. Anh đã đi vào tiên thiên, ít nhất đã là số một ở Nam Giang chúng ta rồi. Đại hội võ lâm lần này, nhất định anh sẽ có thể đánh bại Liễu Kim Sinh, để Tiền Đường chúng ta được nêu danh trong võ lâm. Hà Trường Xuân trầm mặc nhìn ra phương xa, hồi lâu mới nói, sao hôm nay chú lại đến đây? Tâm trạng không ổn định, cũng không giống như tác phong của chú. Sắc mặt Viên Thọ Sơn trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, em bị nhà họ Tiền và nhà họ Cao tính kế. Lần này nếu không làm tốt, nhà họ Viên sẽ biến mất khỏi Tiền Đường. Ồ, mặc dù nhà họ Viên không bằng hai nhà Tiền Cao, nhưng cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể tùy tiện thâu tóm. Muốn thâu tóm nhà họ Viên không phải nhà họ Tiền và nhà họ Cao, mà là Lý Dục Thần. Lý Dục Thần, Hà Trường Xuân chậm rãi xoay người, có chút kinh ngạc, chính là người trẻ tuổi lần trước đại náo Viên Phủ sao? Chính là cậu ta, Viên Thọ Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Không chém cậu ta thành muôn mảnh, em thề không làm người. Hà Trường Xuân nhẹ nhàng lắc đầu, chú không phải là đối thủ của cậu ta. Em biết, Viên Thọ Sơn cúi đầu xuống, trên mặt là vẻ oán hận và không cam lòng, tên nhóc này cực kỳ tà môn, ngay cả Thiên Lãng cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Thiên Lãng bái dưới môn hạ của Hà Tông Sư, công phu không hề thua kém em. Ông ta không phải là đối thủ của cậu ta, đương nhiên em cũng không phải. Nhưng em không cam tâm. Tôi cũng không nhìn nông sâu của người trẻ tuổi này, Hà Trường Xuân nói. Anh cũng không nhìn thấu, Viên Thọ Sơn lấy làm kinh hãi.
Cậu ta không phải người trong võ đạo, cho nên không thể dùng tiêu chuẩn võ đạo để cân nhắc, Hà Trường Xuân nói. Trong lòng Viên Thọ Sơn chấn động, trên mặt lại không thể hiện ra, qua một hồi lâu mới nói, cho dù nghĩ như thế nào thì cậu ta cũng không có khả năng vượt qua tông sư được. Ngày đó anh lấy võ hồn xuất hiện, dọa lui cậu ta, có thể thấy được tu vi của cậu ta còn kém xa anh lắm. Đối với phán đoán này của Viên Thọ Sơn, Hà Trường Xuân cũng tán thành. Dù sao Lý Dục Thần còn quá trẻ tuổi, cho dù xuất sư danh môn, cho dù là đạo môn tiên phái trong truyền thuyết, bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ lại được bao nhiêu năm. Chú muốn tôi ra tay, Hà Trường Xuân hỏi. Viên Thọ Sơn đột nhiên quỳ xuống với Hà Trường Xuân, Hà Tông Sư, nể mặt tình chị em của bà xã đã chết của em và tôn phu nhân, lần này, anh nhất định phải mau cứu nhà họ Viên. Hà Trường Xuân nhẹ nhàng khoát tay, một lực lượng lớn nâng Viên Thọ Sơn lên. Chú và tôi là anh em tốt, cũng coi như anh em ruột. Trong mấy chục năm này tôi có thể an tâm luyện công cũng có công lao của nhà họ Viên. Nhà họ Viên gặp nạn, lẽ ra tôi nên giúp đỡ. Viên Thọ Sơn vô cùng mừng rỡ, cảm ơn Hà Tông Sư. Nhưng mà, Hà Trường Xuân chuyển lời, đại hội võ lâm đang ở trước mắt, lần này giữa tôi và Liễu Kim Sinh cũng nên có kết quả. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không phân tâm vào việc khác. Viên Thọ Sơn bắt đầu lo lắng, đại hội võ lâm chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu, nếu như lúc này, tập đoàn Kinh Lý dùng uy lực hôm nay, cộng thêm sự ủng hộ của nhà họ Tiền và nhà họ Cao, trực tiếp ra tay với nhà họ Viên, mặc dù nhà họ Viên không đến mức thất bại trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng nhất định sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng nếu chỉ như thế thì thôi đi, dù sao nhà họ Viên có cơ nghiệp trăm năm, sợ nhất vẫn là vũ lực của Lý Dục Thần. Tông sư, nếu như trong thời gian này, tên nhóc Lý Dục Thần kia nhân lúc anh không thể phân tâm mà dùng vũ lực đối phó với bọn em. Cho nên lần trước tôi mới mời cậu ta tham gia đại hội tông môn. Nhỡ may tên nhóc kia không đi thì sao? Hà Trường Xuân trầm ngâm nói, như vậy đi, tôi đồng ý với chú trước, chờ tôi tiến vào tiên thiên, sẽ giúp chú đột phá đến cảnh giới tông sư. Viên Thọ Sơn vô cùng mừng rỡ nói, em thật sự có thể đột phá tông sư. Hà Trường Xuân nói, thiên phú võ đạo của chú không thấp, thậm chí còn mạnh hơn Thiên Lãng, đáng. Tiếc người thân là chủ nhân một gia tộc, không thể chuyên tâm luyện võ. Mười mấy năm trước, chú đã đến Hóa Kình đỉnh phong, chỉ còn cách tông sư một tầng giấy mà thôi. Tầng giấy này, tự chú muốn chọc thủng là muôn vàn khó khăn, nhưng nếu tôi giúp chú, lại là đâm một cái liền rách. Cảm ơn Hà Tông Sư, Viên Thọ Sơn quỳ rạp xuống đất lần nữa. Lần này Hà Trường Xuân không ngăn cản, mà nhận cái cúi đầu của ông ta. Trong lòng Viên Thọ Sơn đã quyết định, mặc dù bàn về tuổi tác, ông ta không nhỏ hơn Hà Trường Xuân là bao, bối phận cũng ngang hàng, nhưng cái cúi đầu này để kiếm được một cấp bậc tông sư, chắc chắn là quá đáng giá. Cho dù Lý Dục Thân có mạnh hơn thì cũng chỉ là cảnh giới tông sư, chỉ cần mình đột phá tông sư, ít nhất sẽ không thua cậu ta, cộng thêm bên người còn có một đám cao thủ như Viên Thiên Lãng. Sẽ không cần sợ Lý Dục Thần đột nhiên xông tới nhà họ Viên. Nếu Lý Dục Thần đến đại hội võ lâm thì càng tốt, Viên Thọ Sơn cũng đến đại hội võ lâm, có Hà Trường Xuân làm chỗ dựa, sẽ có thể mượn cơ hội này để giết Lý Dục Thần. Lúc Viên Thọ Sơn đi theo Hà Trường Xuân vào địa cung thành Hoàng Các để chọc thủng tầng giấy kia, lễ đính hôn của Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình cũng đã tiến vào hồi cuối. Các khách khứa ngồi vào vị trí. Ăn một bữa tiệc tối vui vẻ tại khách sạn Lâm Viên Hồ Tiền Đường. Sau tiệc tối, Lang Dụ Văn phụ trách triệu tập những gia tộc tuyên bố đầu tư hôm nay lại một chỗ để bàn bạc. Về chi tiết gia nhập cổ phần. Mà Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình thì ngồi lên xe về thành phố Hòa dưới sự chen chúc của bạn bè người thân. Bốn gia tộc lớn thành phố Hòa cộng thêm nhà họ Thẩm thành phố Cô, nhà họ Tiêu thành phố Tuyên, nhà họ Từ Cô Tô, nhà họ Trần Thân Châu. Mấy chục chiếc xe sang trọng trùng trùng điệp điệp đi đến thành phố Hòa. Mặc dù Cao Tử Hạng và Tiền Khôn không đi cùng, nhưng cũng phái xe và người đi theo chúc mừng. Nhà họ Cao phái quản gia đi, mà nhà họ Tiền, dĩ nhiên chính là Tiền Hân Đồng làm phù dâu với Đinh Hương rồi. Mã Sơn đã sớm cho người quét dọn sạch sẽ trong ngoài Ngô Đồng Cư, mở cửa đón khách. Đối với Mã Sơn và Lý Dục Thần xuất thân bình dân mà nói, Ngô Đồng Cư này đã đủ lớn. Bình thường ở có vẻ vô cùng rộng rãi, còn có thể dùng để luyện võ. Nhưng hôm nay có nhiều khách khứa đến như vậy lại có vẻ hơi chật chội. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thượng Nghĩa tới Ngô Đồng Cư của Lý Dục Thần, nhìn trước sau một chút,
nói, Dục thần à, hoàn cảnh nơi này không tệ, bố cục cũng coi như lịch sự tao nhã, nhưng bây giờ cháu đã là công tử nhà họ Lý ở thủ đô, nơi này nhìn có vẻ vẫn hơi nhỏ một chút. Thế là sau khi mọi người ngồi ở Ngô Đồng Cư một lát, lại chuyển đến nhà họ Lâm. Toàn bộ sơn trang Bắc Khê đều đã răng đèn kết hoa, rực rỡ hẳn lên. Cho dù nhà họ Lâm là thế gia trăm năm thì đây cũng là lần đầu đồng thời tiếp đãi nhiều hào môn đại tộc như vậy. Lâm Thượng Nghĩa làm chủ nhân của nơi này, lúc tuổi già lại gặp được chuyện lớn như vậy thì cảm thấy rất vinh quang. Đêm hôm ấy, sau khi mọi người giải tán, ông cụ đã quỳ gối trước bài vị tổ tông ở từ đường nhà họ Lâm, nước mắt tuôn đầy mặt. Mà Lâm Thu Thanh thì gần như tiếp điện thoại suốt cả đêm. Gần như tất cả những người đã từng làm ăn với nhà họ Lâm, hơn nữa gần đây đã cắt đứt quan hệ bởi vì nhà họ Viên, sau khi nghe được tiếng gió đều kịp thời gọi điện thoại tới, muốn khôi phục quan hệ với nhà họ Lâm. Bởi vì có quá nhiều cuộc gọi, điện thoại của Lâm Thu Thanh vẫn luôn mở sẵn, thậm chí có một số người còn chấp nhất gọi một đêm, sợ chậm trễ, nhà họ Lâm sẽ không còn chấp nhận nữa. Đinh Hương và Tiền Hân Đồng ở cùng với Lâm Mộng Đình, ba cô gái ngồi trong phòng hàn huyên một đêm. Ngược lại Lý Dục Thần thì thanh nhàn ngủ cả một đêm. Một đêm qua đi, khi ánh dạng đông chiếu sáng sơn trang Bách Khê, Lý Dục Thần đã về tới Ngô Đồng Cư. Chị Mai, ông chủ Vương, sư phụ Vinh, Mã Sơn, Lâm Vân đều đã đợi sẵn ở đó. Sau khi bọn họ tập trung liền đi đến tiền đường, tham gia đại hội Võ Lâm. Võ Lâm Môn là cửa thành Bắc của tiền đường cổ. Bây giờ cửa thành sớm đã biến mất, chỉ còn lại di tích, mà xung quanh cửa thành cổ này lại có rất nhiều thứ được đặt tên theo hai chữ Võ Lâm, ví dụ như đường Võ Lâm, quảng trường Võ Lâm, công viên Võ Lâm, bến tàu Võ Lâm, trung tâm thương mại Võ Lâm. Tiền đường chú trọng võ thuật cũng được truyền thừa xuống bởi vì hai chữ này. Cho đến khi đứng trước tấm bia đá biểu tượng của Võ Lâm Môn ở phố Xá Sầm Uất, nghe chị Mai kể về chuyện cũ, Lý Dục Thần mới biết được cái tên Đại hội Võ Lâm cũng không phải bởi vì những người đến tham dự đều là nhân sĩ Võ Lâm, mà là bởi vì lần tỷ thí đầu tiên của Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân năm đó diễn ra ở ngay Võ Lâm Môn. Lần đó vẫn chưa thể phân ra cao thấp, hai người liều ước định trở về bế quan, một năm sau lại so tài tiếp. Năm thứ hai vẫn chưa thể phân thắng bại. Sau đó, hàng năm bọn họ đều sẽ gặp nhau vào khoảng thời gian này, địa điểm này. Càng ngày càng có nhiều người biết đến, lưu truyền càng ngày càng rộng, mọi người liền lấy cái tên Đại hội Võ Lâm, mượn địa điểm Võ Lâm để làm chuyện Võ Lâm. Chỉ là có nhiều người, đương nhiên không tiện giao đấu trong công viên, liền đổi thành tiến hành ở trung tâm hội nghị Nam Giang bên cạnh quảng trường Võ Lâm. Không phải ai cũng có thể tham gia Đại hội Võ Lâm, nhất định phải có thư mời mới có thể vào. Trên tay chị Mai có thư mời, đây là Liễu Kim Sinh phái người đưa đến quán Giang Hồ. Lúc trước Liễu Kim Sinh chỉ mời ba người của quán Giang Hồ, bên trên thư mời cũng viết chính xác ba người nhất chi Mai, đương nhiên không bao gồm Lý Dục Thần. Lần này liền lúng túng, Lý Dục Thần, Mã Sơn và Lâm Vân bị bảo vệ ngăn lại, nói không có thư mời không cho. Vào, chị Mai đã nói hết lời, nhưng bảo vệ không phải người trong Võ Lâm, không biết nhất chi Mai, Vương Thiết Thủ gì cả, ngay cả trong này muốn mở họp cái gì cũng không rõ ràng, nói cái gì cũng vô dụng. Lúc này có hai chiếc xe tiến vào quảng trường, dừng lại bên ngoài trung tâm hội nghị. Người trên chiếc xe đầu tiên đi xuống, Lý Dục Thần đều quen biết, chính là ba bố con nhà họ Viên, Viên Thọ, Sơn, Viên Nãi Minh, Viên Thiên Lãng. Ba người xuống xe, Viên Thọ Sơn và Viên Nãi Minh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Viên Thiên Lãng thì chạy ra sau xe, khom người mở cửa xe, một người đàn ông trung niên đi xuống từ ghế sau. Người này có dáng rất bình thường. Mặc quần áo, rất bình thường, khuôn mặt bình thường đến mức ở trong một đám người sẽ không thể nhận ra được, nếu không phải bố con nhà họ Viên tỏ ra cung kính với ông ta, ai cũng sẽ không nghĩ tới ông ta chính là Đại Tông Sư Hà Trường Xuân uy trấn tiền đường. Lý Dục Thần đã từng nhìn thấy võ hồn của Hà Trường Xuân, so sánh với bản thân ông ta, võ hồn oai phong hơn nhiều. Nhưng mà Lý Dục Thần cũng có thể nhìn ra được, chỉ trong thời gian 2, 3 tháng ngắn ngủi, cảnh giới của Hà Trường Xuân lại tăng lên. Viên Thọ Sơn dẫn Hà Trường Xuân đi tới cửa lớn trung tâm hội nghị. Bảo vệ không biết nhất chi Mai, không biết Lý Dục Thần, thậm chí cũng không biết Hà Trường Xuân, nhưng anh ta lại biết bố con nhà họ Viên. Đại hội Võ Lâm hàng năm, nhà họ Viên ra sức không ít, cũng được coi là một trong số những ban tổ chức.
Hà Trường Xuân thấy Lý Dục Thần chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào, cũng không có hỏi nhiều xem vì sao bọn họ lại đứng ở cửa đã tiến vào trung tâm hội nghị. Lý Dục Thần khẽ nhíu mày. Lúc trước Hà Trường Xuân để võ hồn ra mặt, ước hẹn gặp nhau ở đại hội võ lâm với anh, trong lúc đó anh sẽ không dùng võ lực động tới nhà họ Viên, để tới đại hội võ lâm rồi giải quyết một thể. Lý Dục Thần đã đồng ý, cũng đã thực hiện lời hứa, cho tới bây giờ anh vẫn chưa hề động vào nhà họ Viên. Nếu tính như thế, Lý Dục Thần tham gia đại hội võ lâm có thể coi như là được Hà Trường Xuân gửi lời mời, mà bây giờ bị giữ ở cổng, Hà Trường Xuân không có khả năng không nhìn ra, thậm chí còn không hỏi một câu nào. Hà Trường Xuân này đúng là kiêu ngạo. Viên Thọ Sơn trông thấy Lý Dục Thần thì sửng sốt một chút, trong mắt toát ra vẻ thù hận. Đến khi ông ta biết Lý Dục Thần bởi vì không có thư mời nên bị từ chối ở ngoài cửa, liền không nhịn được bật cười đắc ý. Đây không phải cậu Lý ở thủ đô sao? Muốn đi vào à? Có cần tôi giúp cậu không? Lý Dục Thần không thèm để ý đến thái độ của Viên Thọ Sơn, sau khi kết thúc lễ đính hôn ngày hôm qua, nhà họ Viên đã không có ý nghĩa gì với anh cả. Không cần, Lý Dục Thần lạnh nhạt cười một tiếng, xoay người rời đi. Đại hội võ lâm gì chứ, không có thành ý như thế, không tham gia cũng được. Chị Mai đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý của Lý Dục Thần, cũng rời đi theo anh. Mấy người khác càng không cần phải nói. Lý Dục Thần nhẹ nhàng bâng quơ muốn đi như vậy, hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của Viên Thọ Sơn. Ông ta vốn muốn sỉ nhục Lý Dục Thần một chút rồi để anh đi vào, không ngờ Lý Dục Thần lại hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường, trực tiếp bỏ đi. Viên Thọ Sơn lại không muốn để Lý Dục Thần gì. Ông ta còn muốn mượn cơ hội hôm nay để đối phó với Lý Dục Thần, đây cũng là hy vọng duy nhất của nhà họ Viên. Trải qua chuyện ngày hôm qua, nhà họ Viên đã mất đại thế, dưới sự ủng hộ của các gia tộc lớn như Tiền, Cao, Trần, Từ, tập đoàn kinh lý thôn tính nhà họ Viên chỉ là vấn đề thời gian. Viên Thọ Sơn biết rất rõ ràng, tất cả vấn đề đều bắt nguồn từ Lý Dục Thần, chỉ cần Lý Dục Thần chết, tập đoàn kinh lý sẽ không còn tồn tại, đương nhiên nhà họ Viên cũng sẽ được bảo vệ. Qua hôm nay sẽ rất khó tìm được cơ hội để loại bỏ Lý Dục Thần. Dừng lại, Viên Thọ Sơn hô. Lý Dục Thần chậm rãi xoay người, nhìn thấy vẻ mặt ức hổn hển của Viên Thọ Sơn, cười hỏi, sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Viên Thọ Sơn đột nhiên nóng lòng, bỗng không biết nên nói thế nào, nghĩ nửa ngày mới nói, Lý Dục Thần, hôm nay là đại hội võ lâm Nam Giang, cậu không vào. Xem à! Vậy ư, nhưng tôi không có thư mời, không vào được. Tôi có thể cho cậu vào, trên mặt Viên Thọ Sơn hiện ra vẻ đắc ý. Thôi bỏ đi. Tôi cũng không muốn mắc nợ ơn ông, Lý Dục Thần lắc đầu nói. Không cần cậu trả ơn, Viên Thọ Sơn nói. Lý Dục Thần vẫn lắc đầu, không được không được, không có ơn nào không phải trả cả, trừ khi. Trừ khi cái gì, Viên Thọ Sơn vội hỏi. Trừ khi ông cầu xin tôi, chị Mai bên cạnh bật cười phì một tiếng. Viên Thọ Sơn thay đổi sắc mặt, cậu nói cái gì? Tôi nói là, nếu như ông cầu xin tôi thì sẽ không tính là tôi thiếu nợ ông. Tôi sẽ đi vào. Cậu nói lung tung gì vậy? Mơ đi, Viên Thọ Sơn cả giận nói. Vậy thôi, tôi đi đây. Lý Dục Thần tiếp tục quay người muốn đi. Lý Dục Thần, sao cậu lại cứ phải làm rùa đen rút đầu vậy? Viên Thọ Sơn hô, có gan thì vào đây cùng tôi, chúng ta kết thúc mọi chuyện. Lý Dục Thần không ngừng bước chân, cũng không quay đầu lại, nói, ông không cầu xin tôi, nói cái gì tôi cũng sẽ không đi vào với ông đâu. Chị Mai nín cười, đi sau lưng anh. Lúc này, ngay cả Mã Sơn và Lâm Vân đều đã thấy rõ, trên mặt lộ ra ý cười. Sắc mặt Viên Thọ Sơn không ngừng thay đổi, lồng ngực liên tục chập trùng, cuối cùng vẫn lớn tiếng nói, chờ một chút. Lý Dục Thần dừng bước lại, quay người nhìn ông ta. Cậu đi vào đi, Viên Thọ Sơn nói. Ông đang cầu xin tôi sao? Thì cứ xem như tôi đang cầu xin cậu là được. Mã Sơn diêu cợt nói, thôi đi, có ai cầu xin người khác như vậy không? Ít nhất cũng phải gọi một tiếng cậu Lý chứ. Sắc mặt Viên Thọ Sơn cực kỳ khó coi, sát ý bên trong ánh mắt đã không hề cố kỵ mà tràn ra ngoài. Nhưng dù sao ông ta cũng là kiêu hùng một đời, đại trượng phu có được giãn được, liền nghiêng người sang bên cạnh nhường lối, đưa tay làm tư thế mời, nói. Cậu Lý, các vị, mời vào trong. Lý Dục Thần khẽ gật đầu, ngẩng đầu bước vào. Những người khác cũng đi sau lưng anh. Lâm Vân cực kỳ chán ghé người nhà họ Viên,
nhìn thấy dáng vẻ này của gia chủ nhà họ Viên thì vô cùng hả giận, lúc đi qua bên cạnh Viên Thọ Sơn còn không quên nói một câu. Lão già, đây chính là ông đang cầu xin tôi đây đi vào đấy nhé. Đại hội võ lâm không có nhiều người như Lý Dục Thần tưởng tượng, cũng chỉ có mấy chục người đến tham gia. Chị Mai nói, mấy chục người này đại diện cho võ lâm Nam Giang. Phần lớn bọn họ đều là trưởng môn hoặc trưởng lão của các môn phái, đều là nhân vật nổi tiếng ở địa phương, trong mắt đệ tử môn nhân, là tiền bối tôn trưởng vô cùng lợi hại. Nhưng đến đây, người nào cũng nghiêm chỉnh ngồi trên vị trí của mình, chờ đợi hai đại tông sư đến, giống như học sinh ngoan ngoãn đợi giáo viên lên lớp sau tiếng chuông giữa giờ học. Lý Dục Thần không có thiệp mời, đương nhiên không có chỗ ngồi, cũng may ở hội trường còn có mấy chỗ ngồi lẻ tẻ, chỉ là vị trí hơi xa một chút, ở trong góc. Người ngồi ở đây hiển nhiên thân phận địa vị đều thấp hơn một chút. Lý Dục Thần cũng không để ý, đưa theo Mã Sơn và Lâm Vân qua đó. Ba người chị Mai cũng dứt khoát bỏ chỗ ngồi của mình và ngồi cùng với anh. Họ vừa mới ngồi xuống đã có hai người quen đi đến chào hỏi họ. Một người là Lê Chấn Đông, một người Võ Tu Nghị, bây giờ đã đổi tên là Võ Đức Hổ, họ lần lượt đại diện cho phái Thiết Y và Ưng Chảo Môn. Hai người thường xuyên đến quán giang hồ, đặc biệt là Võ Tu Nghị, còn làm nhân viên rửa rau ở quán giang hồ một thời gian, vô cùng thân thiết với họ. Sau khi chào hỏi xong, hai người cũng không về chỗ ngồi, mà ghé lại ngồi bên cạnh sư phụ Vinh. Hội trường này vốn dùng làm phòng trưng bày triển lãm, vô cùng rộng rãi, sau khi chuyển đi tất cả dụng cụ triển lãm và tường triển lãm, lại càng trống không. Hơn trăm người ngồi ở đây, cảm giác thưa thớt lẻ tẻ. Ngược lại là trong góc của họ, lại náo nhiệt vui vẻ hơn. Chị Mai giới thiệu với Lý Dục Thần những người ngồi trong hội trường, còn những người mà bà ta không biết, thì Lê Chấn Đông và Võ Đức Hổ bổ sung tiếp. Lý Dục Thần không có hứng thú với những người đó, chỉ nghe cho qua. Thực ra anh cũng không có hứng thú với cả Đại hội Võ Lâm, đến tham dự, là vì muốn giải quyết một số việc. Đại hội tiên môn tổ chức 60 năm một lần, cũng gọi là hội dạo trì, mới khiến anh hứng thú. Ngược lại là hai người ở trong góc đối diện thu hút sự chú ý của anh. Hai người này không ngồi cùng nhau, một người ngồi ở góc Đông Bắc, một người góc Đông Nam. Ở góc Đông Bắc là một người đàn ông trung niên, lùn thấp bé, để rìa mép hai bên, trông cũng rất bình thường. Vì ngồi ở trong góc, chắc chắn thân phận địa vị không cao, đương nhiên không thu hút người khác chú ý. Nhưng Lý Dục Thần cảm nhận được một luồng khí ức cường mạnh được kiểm soát từ trên người ông ta. Đây là một cao thủ. Ở góc Đông Nam là một cô gái trẻ, ngũ quan xinh đẹp, chỉ là da hơi đen, nhưng không phải là đen bẩm sinh, có lẽ là vì thường xuyên phơi nắng. Cô gái này không phải là cao thủ võ đạo, nhưng có dị thuật, rất có thể là vô tu. Tuy đã chú ý đến hai người này, nhưng không liên quan gì đến Lý Dục Thần, chị Mai cũng không giới thiệu với anh người ngồi trong góc, cho nên anh cũng chỉ lướt mắt nhìn qua một cái, không quan tâm nữa. Một lúc sau, có ai người từ lối đi cho khách quý đi vào. Là hai người phụ nữ, một già một trẻ. Mọi người trong hội trường xôn xao hẳn lên, đều lên trước cung kính chào hỏi. Chị Mai lặng lẽ nói bên tai Lý Dục Thần, đó là Xà Bích Thanh, cũng là tông sư. Nhưng bà ta không phải người Nam Giang, chỉ ở tạm ở nhà họ Quan thành phố Âu. Cho nên thường khi nói đến tông sư Nam Giang, đều chỉ nói đến hai người Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân. Người bên cạnh bà ta là cô cả của nhà họ Quan thành phố Âu, Quan Nhã Lệ. Lý Dục Thần gật đầu, thực ra anh vừa nhìn thấy Quan Nhã Lệ là đã đoán được thân phận của bà lão bên cạnh cô ta. Xà Bích Thanh cười tươi chào hỏi mọi người, rồi ngồi về vị trí khách quý. Quan Nhã Lệ lại nhìn ngó nghiêng cả hội trường, dường như đang tìm người. Nhìn một vòng, có chút thất vọng, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Dục Thần ở trong góc, liền vui vẻ đi đến. Cậu Lý, sao cậu lại ở đây? Chỗ này rất tốt, Lý Dục Thần cười nói, sau đó nhìn sang bà lão trên vị trí khách quý, bà chủ quan, vị đó là. Bà ấy chính là bà dì của tôi cũng từng nhắc đến với cậu rồi, đợi đại hội lần này kết thúc, tôi đưa cậu đi gặp bà ấy. Nhưng, Quan Nhã Lệ cười giảo hoạt, con mắt của bà dì tôi rất kén chọn, muốn khiến bà ấy tin tưởng cậu phải lộ ra chút tài mới được. Gặp Xà Bích Thanh là một trong mục đích chủ yếu mà hôm nay Lý Dục Thần đến đây. Năm đó bà lão là khách quý của nhà họ Lý Thủ Đô, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội này, tìm hiểu bố mẹ của mình, và manh mối nhà họ Lý.
Được, tôi sẽ cố hết sức, Lý Dục Thần nói. Quan Nhã Lệ đi về chỗ. Chị Mai kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần, cậu quen biết người nhà họ Quan à? Lý Dục Thần, tôi chỉ quen Quan Nhã Lệ. Chị Mai nói, lần đầu tiên nghe thấy cậu nói ba chữ cố hết sức, xem ra bà xà này rất quan trọng với cậu. Tôi lại rất muốn xem, cậu cố hết sức thì sẽ như thế. Nà hơ, những người khác cũng rất hiếu kỳ. Trong mắt bọn họ, Lý Dục Thần rất thần kỳ, còn anh dường như chưa từng thi triển toàn lực. Họ rất mong chờ, cố hết sức, của Lý Dục Thần. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh, lại có mấy người đi ra từ lối đi của khách quý. Người dẫn đầu là một người trung niên vô cùng có phúc tướng, nhìn tuổi tác có lẽ khoảng 50-60 tuổi. Từ khí tức của người đó, Lý Dục Thần đoán, người này cũng là tông sư. Tu vĩ võ đạo không bằng Hà Trường Xuân, nhưng cao hơn Xà Bích Thanh. Nhưng trên người Xà Bích Thanh còn có khí tức âm u khác với võ đạo, tuy đã được che giấu, nhưng không giấu được con mắt của Lý Dục Thần. Anh đoán, Xà Bích Thanh ngoài tập võ, có lẽ là người trong bàng môn, chỉ là ưu thiên hướng về môn đạo như vu thuật. Tuy vu thuật bị coi là bàng môn tà đạo, nhưng nguồn gốc của nó cũng là tiên gia chính tông. Tu hành đến cao, thâm, vạn pháp quy tông. Cho nên luận tu vi, Xà Bích Thanh cao hơn người này, thậm chí so với Hà Trường Xuân đã tu ra võ hồn, cũng chưa chắc sẽ kém. Chị Mai tiếp tục giới thiệu, đó là Bách Phú Minh, tông sư Kim Lăng. Đại hội võ lâm của Nam Giang, Xà Bích Thanh tốt xấu gì cũng ở Nam Giang, một mình ông ta là người Kim Lăng đến đây làm gì. Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân đấu võ, muốn phân cao thấp, cũng phải có người đánh giá phân xét. Họ đều là tông sư đấu võ, cũng không thể để một đám người dưới tông sư làm trọng tài chứ. Huống hồ Bách Phú Minh còn là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo. Hoa Đông, đương nhiên là phải đến. Lý Dục Thần không hiểu nói, rõ ràng tu vi của người này không bằng Hà Trường Xuân, sao ông ta lại làm hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông? Chị Mai ngạc nhiên nói, cậu chắc chắn ông ta không bằng Hà Trường Xuân. Lý Dục Thần quên mất với tu vi của mấy người chị Mai thì sẽ không nhìn ra, cười nói cũng chỉ đoán thôi. Chị Mai cảm thấy Lý Dục Thần đã nói ra, cho dù là suy đoán, có lẽ cũng là thật. Nhưng cũng không liên quan đến có làm hội trưởng hay không, bà ta nói, hội trưởng là một chức vụ, không đại diện cho công phu cao. Hay thấp, ông ta có thể làm hội trưởng, là vì có nhà họ Châu ở Kim Lăng đứng phía sau ông ta. Sư phụ của ông ta chính là Châu Khiếu Uyên ở Kim Lăng. Nhà họ Châu ở Kim Lăng, bất kể là nhà họ Châu ở Kim Lăng, hay là Châu Khiếu Uyên, Lý Dục Thần cũng chưa từng nghe qua, chỉ ngẩn người nhìn chị Mai, chờ bà ta nói tiếp. Cậu không biết nhà họ Châu ở Kim Lăng và Châu Khiếu Uyên thật hả, chị Mai cũng có phần kinh ngạc. Lý Dục Thần lắc đầu. Cậu đúng là từ trong núi ra, không hề biết những chuyện này, chị Mai cảm thán nói, nhà họ Châu là đệ nhất thế gia Giang Đông, tổ tiên là hoàng tộc. Căn cơ vô cùng thâm hậu, chỉ là khá khiêm tốn, cũng không phải yêu thích kinh doanh, dễ khiến bên ngoài bỏ qua. Nhưng trong xã hội thượng lưu, chỉ cần vừa nhắc đến nhà họ Châu ở Kim Lăng, không ai không biết. Vậy Châu Khiếu Uyên là gia chủ của nhà họ Châu ư? Không phải, Châu Khiếu Uyên đã hơn 100 tuổi. Ông A là tông sư đệ nhất Giang Đông, nghe nói mấy chục năm trước đã tu thành võ hồn. Bách Phú Minh là đồ đệ của ông ta, có nhà họ Châu và Châu Khiếu Uyên. Ông ta làm hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông, không ai không phục, cũng tiện làm việc. Thì ra là vậy. Lý Dục Thần châm tư. Không biết nhà họ Châu này, có nằm trong tám đại hào môn đuổi lang dụ văn lúc. Trước không? Bách Phú Minh ngồi xuống không lâu, lại có một người từ lối đi cho khách quý đi vào. Chị Mai vừa nhìn thấy người này, vẻ mặt bỗng biến sắc, kinh hãi nói, sao người của đảo Cửu Long cũng đến đây? Lý Dục Thần nhìn về phía bên đó. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ khoảng 3-40 tuổi, tướng mạo vô cùng thanh tú nho nhã đi đến, chào hỏi Bách Phú Minh, Xà Bích Thanh, rồi ngồi vào vị trí khách quý. Mọi người trong hội trường cũng đều thì thầm bàn tán. Chị Mai nói, chữ Phượng Toàn này là tam đảo chủ của đảo Cửu Long. Lý Dục Thần nhìn lại thêm một cái, hỏi, đảo Cửu Long, chắc không phải có 9 đảo chủ chứ? Vậy thì không cớ, chị Mai nói, đảo Cửu Long có tất cả 3 đảo chủ. Đại đảo chủ tên là Lục Kính Sơn, nhị đảo chủ là Kỳ Nghiễm Lai, tam đảo chủ chính là chữ Phượng Toàn này. Hôm nay những người có đến ngồi chỗ khách quý, có lẽ đều là tông sư phải không, chữ Phượng Toàn này, tôi thấy không giống tông sư,
Lý Dục Thần nghỉ hoặc nói. Tôi chỉ biết, tam đảo chủ của đảo Cửu Long Kỳ Nghiễm Lai là tông sư. Còn về chữ Phượng Toàn, chưa từng nghe nói ông ta đột phá tông sư, có lẽ là tu vi bán bộ tông sư. Chị Mai nói đến đây, căng thẳng cau mày. Lý Dục Thần biết chị Mai đang nghĩ gì. Chữ Phượng Toàn này, khả năng lớn là do Liễu Kim Sinh mời đến. Chị Mai ăn trộm đồ của đảo Cửu Long, khiến Liễu Kim Sinh gánh họa mười mấy năm. Liễu Kim Sinh mời người của đảo Cửu Long đến, là muốn tuyên bố chân tướng sự việc. Chỉ là ông ta đã gánh họa mười mấy năm, tại sao bây giờ không chịu gánh nữa? Nhà họ Liễu thành phố Dũng và đảo Cửu Long có làm ăn qua lại không? Lý Dục Thần hỏi. Chị Mai lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Nhà họ Liễu từ xưa đã ở thành phố Dũng, chống hải tặc, còn đảo. Cửu Long là nơi tập trung hải tặc, tuy nói thời hiện đại không có cách nói hải tặc, nhưng hai nhà trước nay chưa từng qua lại. Lý Dục Thần nghĩ thầm, nếu không phải Liễu Kim Sinh mời đảo Cửu Long, thì chính là đảo Cửu Long đã phái nhân vật lợi hại nào đó, khiến Liễu Kim Sinh cũng phải kiêng sợ. Vừa nãy chị nói tam đảo chủ này là bán bộ tông sư, nhị đảo chủ là tông sư, vậy thì đại đảo chủ thì sao? Đại đảo chủ Lục Kính Sơn là nhân vật thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, có tin đồn nói ông ta đã đột phá giới hạn tông sư, bước vào tiên thiên. Cũng có tin đồn nói ông ta sớm đã chết trên biển Đông. Tóm lại cũng không có ai từng gặp ông ta, người có thực quyền thực tế trên đảo Cửu Long là nhị đảo chủ. Lý Dục Thần bỗng bật cười, nói, hai bán tông sư, trên đảo Cửu Long, mà chị dám đi ăn trộm, mà còn trộm thành công, có thể thấy chị còn lợi hại hơn tông sư. Chị Mai trừng mắt nhìn anh một cái, nói, lúc này còn có tâm trạng cười tôi. Chị Mai, chị cũng đừng nghĩ nhiều, yên tâm đi, chuyện của chị, tôi giúp chị giải quyết. Cùng lắm, chốc nữa tôi đánh tam đảo chủ của đảo Cửu Long này một trận, cho ông ta cút về đảo. Chị Mai không nhịn được phì cười một tiếng, tên nhóc nhà cậu, cậu đánh khách của Liễu Kim Sinh mời đến, ông ta có thể đồng ý hả? Thế thì đã làm sao, nếu Liễu Kim Sinh dám ồn ào, tôi đánh cả ông ta. Lý Dục Thần nói xong, nhìn sang chị Mai. Đầu tiên chị Mai cười, sau đó dừng cười, sắc mặt ảm đạm, trong ánh mắt có chút u oán. Lý Dục Thần khẽ thở dài một hơi. Hai người nói chuyện ở bên này, Mã Sơn bên cạnh bỗng nhiên nói, Dục Thần, em xem, mấy người ông khôn đến rồi. Lý Dục Thần vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy bên đó rất náo nhiệt, một đoàn người đi vào từ lối đi dành cho khách quý, còn người trên vị trí khách quý bên này cũng đều đứng lên nghênh đón. Người đi phía trước nhất, chính là Tiền Khôn. Về việc Tiền Khôn đến tham dự đại hội, Lý Dục Thần cũng không thấy lạ chút nào. Dù sao cũng là đại hội võ lâm đệ nhất Nam Giang, ba gia tộc lớn Tiền Đường chắc. Chắn sẽ xuất hiện, Tiền Nhược Vọng trước nay luôn thờ ơ, Tiền Khôn lại là người trong võ đạo, ông ta đại diện nhà họ Tiền đến là thích hợp nhất. Nhưng điều Lý Dục Thần không ngờ là, người đi cùng Tiền Khôn đến, lại là Chí Nhãn của chùa Thiên Trúc. Người đi phía sau Tiền Khôn là bố con nhà họ Cao, Cao Sĩ Hiến và Cao Tử Hạng, đi theo họ đến là Vạn Sơn Lâm của Hồng Môn mà Lý Dục Thần từng gặp. Hai nhà Tiền, Cao đến, khiến bầu không khí của hội trường nóng hẳn lên. Họ đến không bao lâu, hai nhân vật chính Liều Kim Sinh và Hà Trường Xuân cũng lần lượt xuất hiện. Hà Trường Xuân xuất hiện trước, Viên Thọ Sơn và Viên Thiên Lãng một trái một phải, đi theo ông ta. Hà Trường Xuân vui cười hớn hở. Chào hỏi những người ngồi trên ghế khách quý trước, rồi lại đến chính giữa hội trường, chào hỏi trưởng môn các phái. Mọi người đều kinh ngạc bởi sự thay đổi dung mạo của ông ta, trẻ hơn rất nhiều so với năm ngoái. Hà Trường Xuân ngồi xuống không lâu, Liễu Kim Sinh cũng đi vào với hai con cháu nhà họ Liễu. Liễu Kim Sinh ít tuổi hơn Hà Trường Xuân rất nhiều, có thể nói là hai thế hệ. Chỉ là mọi người vừa nhìn, tuổi tác của hai người hoàn toàn khác với dung mạo thực tế. Hà Trường Xuân gần 90 tuổi, lại rạng rỡ hồng hào, trông chỉ như người trung niên 50 tuổi. Liễu Kim Sinh hơn 40 tuổi, lại tóc bạc trắng đầu, trông có vẻ như còn già hơn Hà Trường Xuân. Khiến cho người ta có ảo giác, tu vi cảnh giới của Hà Trường Xuân còn cao hơn Liễu Kim Sinh rất nhiều. Lý Dục Thần vừa nhìn là nhận ra, Liễu Kim Sinh luyện công xảy ra vấn đề, đã tẩu hỏa nhập ma. Có khả năng rất lớn là... Ông ta biết Hà Trường Xuân đã luyện ra võ hồn, cho nên cũng tăng nhanh tiến độ luyện công. Nhưng dục tốc bất đạt, kết quả dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lý Dục Thần bỗng hiểu ra, tại sao Liễu Kim Sinh lại ỏ ra thân thiện với đảo Cửu Long,
rất có thể, đào cửu long có thứ gì, có thể giúp Liễu Kim Sinh đi ra khỏi hoàn cảnh khó khăn trước mắt, thậm chí đột phá cửa ải này. Anh lại nhìn chữ Phượng Toàn một cái. Mọi người đã đến đông đủ, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Hơi khác với tưởng tượng của Lý Dục Thần, thậm chí hơi vô vị. Anh nghĩ người trong võ lâm không coi trọng lễ nghi lề lối, có thể trực tiếp đi vào chủ đề chính, Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân đến là có thể đấu một trận. Nhưng không ngờ, màn mở đầu lại là lời phát biểu thao thao bất tuyệt. Đầu tiên là đại diện của ba gia tộc lớn lên phát biểu, chẳng có gì ngoài những lời ba hoa về những sự kiện lớn ở tiền đường. Đại diện ba gia tộc lớn phát biểu xong, rồi đến Bách Phú Minh, hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông phát biểu, cũng là những lời trống rỗng chẳng có tác dụng gì. Nghe xong, Lý Dục Thần mới hiểu tại sao phải chọn người này làm hội trưởng, không có tài ăn nói của ông ta, đúng là không làm nổi. Không dễ gì mới phát biểu xong, anh cứ nghĩ bắt đầu đấu võ rồi, không ngờ quy trình đầu tiên của đại hội là ông sư ra mặt hòa giải tranh chấp của các môn phái khu vực Nam Giang. Cái gì mà Nam Thái cực xâm chiếm địa bàn của phái Tam Nguyên, cái gì mà bát cực môn cướp đồ đệ của ngũ hành quyền, còn có cuộc tranh đấu chính thống giữa Ưng Chảo Môn và Phan Tử Quyền. Cãi nhau thì cãi rất hăng, nhưng trước mặt tông sư, không ai dám đánh, cuối cùng mấy chuyện vặt vãnh, vài ba lời của tông sư cũng giải quyết xong. Lý Dục Thần nghe mà buồn ngủ. Khó khăn lắm mới kết thúc, lại đến giờ ăn trưa, mấy người tụm thành nhóm, đến tầng 3 ăn cơm. Hội trường bên phải tầng 3 bày 10 chiếc bàn tròn lớn. Đương nhiên, các tông sư không ngồi ở đây, họ ngồi ở một phòng bao bên khác. Bên Lý Dục Thần có tổng cộng 6 người đến, lại thêm Lê Chấn Đông và Võ Đức Hổ cùng với đồ đệ mà họ đưa đến, vừa hay ngồi đủ một bàn. Như vậy cũng tốt, không cần chen chúc với người khác, không cần giao tiếp, có thể yên tâm ăn cơm. Lâm Vân ở đang ở đó oán trách, ai, đại hội võ lâm rách nát gì thế này? Gần giống như trường của chúng tôi mở đại hội cuối năm, đều là những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh. Chị Mai cười nói, thế giới này được tạo thành từ những chuyện nhỏ nhặt, trong mắt thần tiên, chiến tranh các quốc gia cũng chẳng khác gì trẻ con đánh nhau. Lâm Vân nghe mà không hiểu, trong lúc đang suy nghĩ, một thanh niên đi đến, liếc nhìn họ một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở chị Mai, nói. Nhất Chi Mai phải không, sư phụ của tôi mời bà qua. Chị Mai khẽ cau mày. Ông chủ Vương bên cạnh cười hi hi hỏi, dám hỏi, sư phụ của cậu là ai? Người thanh niên nhìn ông chủ Vương một cái, vẻ mặt lộ ra 7 phần kiêu ngạo, cất giọng mấy phần nóng nảy, Liễu tông sư ở thành phố Dũng. Tuy ông chủ Vương vẫn luôn cười, nhưng trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Sư phụ Vinh bên cạnh lai tỏ vẻ mặt nghiêm túc, như đại địch đến. Chị Mai cau mày, không nói gì. Lúc nói đến Liễu tông sư, người thanh niên rất kiêu ngạo. Nhưng lúc nhìn chị Mai, trong mắt cậu ta không có chút tôn trọng, ít nhiều có thể nhìn ra thái độ của Liễu Kim Sinh. Nếu Liễu Kim Sinh muốn làm lành với chị Mai, tuyệt đối sẽ không cho phép đệ tử môn nhân có thái độ như vậy với chị Mai. Những người ngồi ở đó đều không nói gì, người thanh niên cho rằng họ bị dọa sợ bởi danh tiếng của Liễu tông sư, đắc ý cười khinh thường, thúc giục nói, đi thôi. Chị Mai lạnh lùng nói, nếu muốn mời tôi thì bảo Liễu Kim Sinh tự đến mời. Ông chủ Vương cười hi hi hùa theo, đúng thế, không có chút thành ý nào. Người thanh niên tức giật, tên của chú tôi là để bà gọi hả? Đừng có cho thể diện mà không cần. Chị Mai cười lạnh lùng nói, thì ra Liễu Kim Sinh là chú của cậu hả? Cậu đi hỏi chú cậu, tôi có tư cách gọi tên ông ta không? Người thanh niên tỏ vẻ mặt khinh thường, đừng nghĩ tôi không biết bà là ai. Chẳng phải là nữ tặc năm đó vào nhà họ Liễu ăn trộm bị bắt, dựa vào vài phần nhan sắc mê hoặc chú tôi sao? Cậu ta vừa nói ra lời này, sắc mặt của chị Mai lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Không phải không chịu nổi mấy câu này, mà là cuối cùng nhìn rõ thái độ của người nhà họ Liễu với bà ta, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng thay. Đổi, trong mắt nhà họ Liễu, bà ta là nữ tặc lan môn, vốn không xứng với gia đình giàu có như nhà họ Liễu ở thành phố Dũng. Điều này khiến một chút ảo tưởng còn sót lại trong lòng bà ta cũng vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng. Bốp, một tiếng bạt tai giòn tan. Cậu thanh niên nhà họ Liễu nghiêng ngả, khuôn mặt lập tức sưng vù. Cậu ta ôm mặt, kinh ngạc nhìn những người ngồi ở bàn trước mặt. Dù thế nào cậu ta cũng không ngờ, có người dám đánh môn đồ tông sư. Nhưng vấn đề là, cậu ta lại không nhìn rõ, rốt cuộc là ai tát cậu ta.
các người, cậu thanh niên tức không để đâu dám đánh tôi. Đã từng nghe tông sư không thể sỉ nhục chưa? Các người đánh Liễu Húc tôi, chính là tát vào mặt nhà họ Liễu, tát vào mặt chú của tôi. Các người chết chắc rồi. Cậu ta gào lên như vậy, người trong hội trường đều nhìn qua. Mọi người không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấy câu cuối cùng mà Liễu Húc nói thì nghe rất rõ. Mọi người cũng rất chấn kinh, nhìn bàn bên chỗ chị Mai, đều hỏi nhau, những người ngồi bàn này có lai lịch thế nào, sao dám đánh người của nhà họ Liễu. Đại hội võ lâm mở nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng xảy ra chuyện như này. Có người nhiều chuyện đi đến phòng bao báo cáo, Liễu Kim Sinh nghe xong liền khế cau mày, còn những người khác cũng cảm thấy bất ngờ. Một người trung niên bên cạnh Liễu Kim Sinh đứng lên nói, tôi đi xem sao. Liễu Kim Sinh lắc đầu, nói, để tôi đi thì hơn. Liễu Kim Sinh vừa đứng lên, những người khác cũng đứng lên. Mấy đại tông sư, và ba người của ba thế gia đều đi ra theo. Một đám người đến trước bàn Lý Dục Thần. Liễu Húc nhìn thấy Liễu Kim Sinh đi ra, ưỡn ngực, chỉ vào người ngồi bàn này nói, chú, họ đánh cháu. Liễu Kim Sinh nhìn khuôn mặt sưng phồng của Liễu Húc một cái, hỏi ai đánh. Liễu Húc lắc đầu, không, không nhìn rõ. Phế vật. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.